Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 5 của bộ truyện Bích Huyết Kiếm của tác giả Kim Dung. Chương 9 nằm ngủ trong trận ngũ hành. Mọi người đều chăm chú nhìn vào đùi Thừa Chí, Hoàng Chân đổi tay trái cầm bàn tính chỉ chờ đợi Lã Nhị điểm ngã sư đệ là lập tức ra tay trợ cứu và tấn công kẻ địch liền. Thấy chân Thừa Chí sắp đá tới, Lã Nhị tiên sinh chìa điếu cầy ra, nhanh như chớp nhoáng, điểm thẳng vào đùi kẻ địch. Ngờ đâu, cái đá đó là cái đá hở, thấy vai Lã Nhị vừa cử động, Thừa Chí đã rút ngay chân lại. Lã Nhị tiên sinh điểm hụt, liền đưa luôn cái túi đựng thuốc đeo trên ống điếu, định điểm vào chỗ huyệt khác của kẻ địch. Chân phải của Thừa Chí quay nửa vòng nhỏ, vừa vặn tránh khỏi cái túi thuốc và tiện thể khẽ khều một cái, thoi vàng bị hất tung ra ngoài. Chân chàng vẫn chưa ngừng, tiếp tục quét ngang cái nữa. Lã Nhị tiên sinh cũng rất lợi hại, hất luôn túi thuốc đánh mạnh vào sau lưng chàng. Vội cúi mình cong lưng, Thừa Chí tựa như cái tên bắn chếch sang bên phải, tay trái vỗ thoi vàng mà chàng vừa hất tung lên, cho bay chéo sang bên phải. Đồng thời chàng dùng chân trái đá hai thỏi vàng dưới chân Lã Nhị, cả hai thoi vàng đều tung lên cao cùng một lúc, chỉ thấy chàng giơ tay phải ba lần, cả ba thoi vàng cùng rơi cả vào trong tay áo. Rồi chàng ung dung đứng yên, hỏi bâng quơ. Thế là tất cả các thoi vàng ở đây thuộc về tôi hết đấy nhé. Chẳng hay lời nói của Lã lão tiền bối có đủ thẩm quyền hay không? Mấy cử động vừa rồi của Thừa Chí nhanh nhẹn quá, mọi người chỉ thấy hoa mắt rối rít. Chờ tới lúc hai người chia rẽ sang hai bên thì Thừa Chí đã hứng tròn ba thoi vàng vào trong tay áo rồi. Hết thảy mọi người, cả phái Thạch Lương lẫn bang Long Du đều phải khen ngợi chàng. Mặt đỏ bừng như son, không nói năng nửa lời, Lã Nhị giơ bàn tay trái bổ luôn vào đầu Thừa Chí. Đồng thời chân phải y quay nửa vòng dùng gót chân đá hậu và đạp luôn vào cổ chân của đối phương. Đây là miếng quái chiêu trong thế võ hạc hình quyền. Hai bàn tay tượng trưng đôi cánh hạc dùng để bổ và đập đối phương. Còn hai chân một thẳng một co lại, bỗng dài bỗng ngắn tựa như bạch hạch lúc tranh đấu đá và đạp vậy. Chưa từng thấy qua miếng quái quyền đó, Thừa Chí không dám tới gần, chỉ lượn quanh bên ngoài Lã Nhị thôi. Chàng càng chạy càng nhanh, thấy không dám tới gần, Lã Nhị tưởng chàng chỉ nhanh nhẹn thôi, chớ võ nghệ rất kém. Y liền tỏ vẻ khinh địch, cười ha hà, ngậm điếu cây hút một hơi thuốc, rồi thở khói trắng ra. Chạy quanh mấy vòng, Thừa Chí đã hơi hiểu biết đường lối trường pháp của y ra sao rồi. Thấy y hút thuốc thở khói tỏ vẻ kiêu ngạo, rất hợp ý mình. Thừa Chí bỗng nhảy vọt lên giơ quyền nhằm sống mũi Lã Nhị đấm luôn. Giật mình kinh hãi, Lã Nhị không ngờ chàng lại táo gan đến thế. Y sấn lại, giơ điếu cầy ra đỡ, Thừa Chí đổi quyền ra trường, bắt lấy điếu cầy, rồi dùng hai tay giật mạnh, Lã Nhị cũng dùng sức kéo trở lại. Đoán trước y sẽ phải hành động như vậy, Thừa Chí nhân lúc y đang mải miết kéo, để hở màng mỡ bên phải, liền đâm ngón tay vào huyệt thiên phủ của y, Lã Nhị cảm thấy nửa người bên phải như tê liệt hẳn, đành phải buông rơi chiếc điếu cầy. Thừa Chí liếc mắt thấy Thanh Thanh đang hân hoan nhìn mình tỏ vẻ mừng rỡ, liền nghĩ thầm, đã vậy, ta làm cách này cho nàng càng thấy thích thú hơn nữa. Nghĩ đoạn, chàng quay điếu cầy lại, dí luôn chỗ thuốc đang cháy vào râu Lã Nhị. Vì Lã Nhị vừa hút thêm một hơi nên chỗ tàn thuốc vẫn còn đỏ bỏng. Chàng vừa dí vào là dấu kẻ địch đã cháy xèo xèo ngay, khói xanh bốc lên khét lèn lẹt. Hoàng Chân lên tiếng gọi. Sư đệ chớ nên đùa giỡn như thế. Thừa Chí để miệng vào đầu điếu cầy thổi mạnh một cái thế là tàn thuốc, sợi thuốc như sao lửa bay ra, dính vào đầy mặt Lã Nhị. Hoàng Chân vừa tức vừa buồn cười, nhảy lại giải huyệt cho Lã Nhị tiên sinh và tiện tay giật lấy ống điếu nhét trả vào tay Lã Nhị. Đang đứng ngẩn người, Lã Nhị thấy mọi người đều nhìn cười nhìn thẳng vào mặt mình, liền vứt ngay ống điếu xuống đất quay mình bỏ chạy. Vinh Thái đuổi theo, kéo tay áo y lại bị y hất mạnh một cái, loàng choàng suýt ngã. Chỉ trong chớp mắt, Lã Nhị đã chạy mất dạng. Các người trong phái Thạch Lương đã được thấy qua tài nghệ của Thừa Chí, nên không đến nổi ngạc nhiên lắm. Riêng có bọn của bang Long Du xưa nay vẫn phục Lã Nhị tiên sinh như vị thiên thần, bây giờ bỗng thấy một thằng nhỏ tuổi như vậy, chỉ dùng có một hai miếng võ đã đánh ông ta bỏ chạy tơi bời. Vì vậy, cả bọn của bang Long Du đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều ngạc nhiên, nhất là Hoàng Chân lại ngạc nhiên hơn ai hết.
Chàng thấy Thừa Chí, Nhất Chỉ Thiền, món tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn để điểm huyệt Lã Nhị thì không lấy gì làm lạ, riêng có thế võ chạy vòng quanh và giơ tay áo đón tiếp các thỏi vàng thì khác hẳn những thế võ mà trước kia chàng đã luyện tập, vậy những thế võ đó chắc không phải của phái Hoa Sơn. Còn Thôi Hy Mẫn thì quả thật chưa trông thấy rõ Thừa Chí đã làm cách nào mà thắng kẻ địch, chỉ thấy hai người chạy loanh quanh mấy vòng, rồi thấy Lã Nhị bị thua bỏ chạy. Thanh Thanh và Tiểu Tuệ không nhìn được cười, ôm bụng cười đến nỗi bò lăn ra đất. Dùng ngón tay gạt bàn tính một cái, Hoàng Chân nói. Vừa rồi ông già có tuyên bố lấy ra được ba thoi vàng dưới chân ông ta thì các ngài sẽ trả lại số vàng cho chúng tôi. Tôi xin thay mặt anh em chúng tôi cảm ơn quý vị. Vừa nói, chàng vừa chắp tay vái chào xung quanh đủ một vòng, rồi quay lại bảo Hy Mẫn. Con lại nhặt những thỏi vàng đi. Thôi Hy Mẫn vâng lời, cúi xuống định nhặt các thoi vàng, Vinh Thái trông thấy bao nhiêu thoi vàng đỏ ối sắp lọt vào tay người khác tức không thể nhìn được liền tiến lên giơ cánh tay trái ra cản. Hy Mẫn bị đẩy lui mấy bước tức giận quá, hét lên. Thế nào, ông còn muốn thi thố tài nghệ nữa chăng? Thấy thân pháp của Vinh Thái già dặn, Hoàng Chân biết đồ đệ mình địch không nổi, liền hét lớn. Hy Mẫn còn lui ra. Chàng chắp tay, tươi cười nói. Cống Hỷ Phát Tài, bảo hiệu của ông chú là gì? Ông chú xưa nay buôn bán nghề gì? Chúc quý tiệm sinh ý hưng long khắp bốn bể, tài nguyên mậu thịnh tới ba sông. Thì ra Hoàng Chân xuất thân là nhà buôn, tánh rất hoạt kê. Lúc sáp chiến, thể nào chàng cũng nói những câu trong nghề nhà buôn, nhưng rất hoạt kê tức cười. Vinh Thái nổi giận, trả lời. Ai nói đùa với nhà ngươi? Ta đây họ Vinh tên Thái, đảm nhiệm bang chủ bang Long Du hiện chưa được lãnh giáo quý tánh đại danh là gì? Hoàng Chân cười nói. Tiểu sinh họ Hoàng, thảo tự đơn danh một chữ Chân. Chân là chân thật, hàng thật, giá cả có một không hai, lấy nghĩa là thế. Những hàng đáng giá một lượng, bản hiệu không dám bán một lượng linh một phân. Bất cứ lão ấu, phụ nữ, bản hiệu đều không lừa dối. Chẳng hay ông chủ định tới chiếu cố loại hàng gì của bản hiệu thế. Chưa nghe hết lời nói của chàng, Vinh Thái đã nổi giận quát tháo. Ai hơi đâu đùa giỡn với mi nếu đánh nhau thì ta đâu có sợ đưa vũ khí cho ta. Anh em trong bang liền đưa ngay một cây thương lớn tới, Vinh Thái cầm lấy cây thương, rung rung một cái thành một thương hoa lớn bằng cái bát và đâm thẳng vào mặt Hoàng Chân liền. Lùi lại một bước, Hoàng Chân bỗng nhảy sang bên trái, ung dung nói rằng. Chao ôi, chúng ta buôn bán cứ việc buôn bán, còn những số vàng này không thể nào không lấy. Nói xong, chàng cất bàn tính, và bút đồng vào trong lòng, rồi cúi xuống nhặt những thoi vàng. Biết rõ võ nghệ của Hoàng Chân cao siêu hơn Vinh Thái nhiều, lẽ tất nhiên Vinh Thái phải bị thua. Ôn Minh Nghĩa, Ôn Minh Ngô, hai người đồng thời xông lên, la lớn. Muốn lấy số vàng này không phải là dễ đâu. Thấy hai anh em họ Ôn mạnh mẽ xông tới, Hoàng Chân ngồi xuống né mình về bên phải tay trái bổ xuống luôn. Minh Ngô và Minh Nghĩa vừa tiến lên, đi theo thế trận ngũ hành thấy tay của Hoàng Chân đánh tới, đều lùi ngay lại. Ôn Minh Đạt và Ôn Minh Sơn cùng tiến lên, Minh Sơn giơ tay ra cản thế công của Hoàng Chân, còn Ôn Minh thì ở phía sau nhắm lưng chàng đánh luôn, chàng bỗng sàng sang bên cạnh, anh em họ Ôn, mới nhanh nhẹn bao vây chàng luôn bằng trận ngũ hành, lúc này Hoàng Chân chỉ thấy bên địch không phải chỉ có 5 người mà hàng hà sa số những tay chân vũ khí nhắm chàng đánh tới, chàng vội nhanh nhẹn dùng bút và bàn tính múa lên kín mít để giữ thế thủ mà thôi, thấy miếng thì dở miếng, thấy đòn thì gạt đòn, chớ không thể nào tấn công như trước được nữa. Thấy Hoàng Chân bị bao vây, chỉ có cố gắng gạt đỡ chứ không sao đánh lại được, Vinh Thái mừng rỡ vô cùng, y tưởng là có cơ hội cho mình được hưởng lợi, liền giở ngay thương pháp của Dương gia, đâm luôn vào sau lưng Hoàng Chân, Tiểu Tuệ thấy vậy sợ quá, lớn tiếng kêu lên. Hoàng sư bá cẩn thận. Ngờ đâu, Hoàng Chân là đệ tử đầu tiên của phái Hoa Sơn, đã học hết võ công chân truyền của phái Hoa Sơn rồi, nếu anh em họ Ôn không có trận pháp kỳ lạ này, thì dù cho cả 5 người cùng xông lên một lúc cũng không thể địch nổi chàng. Cây thương của Vinh Thái vừa đâm tới, Hoàng Chân vòng tay về phía sau vói một cái, nắm chặt lấy ngọn cây thương. Thủ pháp này là tay không cướp khí giới, nhanh nhẹn và hiệu quả vô cùng.
Nhờ có kinh nghiệm luyện tập mấy chục năm, Hoàng Chân còn nhanh nhẹn và lợi hại hơn nhiều. Ông ta nắm được khí giới của đối phương, thừa thế dùng sức kéo mạnh một cái, lôi cả Vinh Thái đến gần, đồng thời giơ tay trái gạt quyền của Minh Sơn, bước chân phải lên nửa bước tránh cái đá của Minh Nghĩa. Cái đá đó trúng ngay Vinh Thái, thế là cả người lẫn cây thương đều bay qua đầu sáu người ra ngoài rơi xuống đất. Nhưng sự thật lúc Vinh Thái bị Hoàng Chân lôi lại gần, màng mỡ ông ta bị vai phải Hoàng Chân va mạnh một cái, đau tận xương tủy, ông ta chỉ kêu được một tiếng, đã lơ lửng bay ra phía ngoài rồi ngã lăn xuống đất, chớ không phải ông ta đã bị Minh Nghĩa đá trúng. Bọn đàn em Bang Long Du vội chạy lại đỡ ông ta dậy. Phó bang chủ Văn Hoa và nhị đệ tử Khấu Giáp Niên, đại đệ tử của Vinh Thái là Văn Hoa và nhị đệ Tưởng Thông Tổ thấy Vinh Thái thất thủ đều xấu hổ vô cùng. Rồi cả ba đều xông vào đánh bừa đi, nhưng chưa được vài hiệp đã lần lượt bị Hoàng Chân đá tung ra ngoài. Văn Hoa còn bị gãy cánh tay phải mang vết thương rất nặng. Vì thế người của Bang Long Du không còn ai dám nhảy vào chiến đấu nữa. Hoàng Chân một mình đấu với năm anh em họ Ôn. Đánh tới lúc thật kịch liệt, chỉ thấy sáu cái bóng người bay đi lượn lại, hoa cả mắt. Có lúc Hoàng Chân đột nhiên xông ra khỏi vòng vây nhưng năm anh em họ Ôn như bóng với hình lập tức vây chặt lại, Hoàng Chân trong lòng lo ngại vô cùng. Còn năm anh em họ Ôn cũng ngạc nhiên quá, nghĩ thầm, không ngờ tên già quê mùa cục mịch như vậy mà lối thủ lại kín đáo đến thế. Thấy họ càng đánh càng nhanh, năm người như bươm bướm, lượn quanh khóm hoa. Hoàng Chân có lúc thấy mọi người muốn đá mình, vừa nhảy sang bên để tránh, phía sau đã có người đấm một quyền tới rồi. Có khi vừa thấy một người giơ hai tay định ôm mình vật lộn, ông ta định lùi lại để tránh, sau lưng đã có một ngọn cước đá tới. Các miếng võ của anh em họ Ôn hình như ăn khớp với nhau vô cùng. Thấy anh em họ càng đánh càng thêm biến hóa, và nhận rõ mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, ông ta thét to một tiếng, rút bàng tính và bút đồng ở trong người ra tự bảo thầm. Các người cậy có 5 người địch một mình ta, dù ta có sử dụng khí giới cũng vẫn chưa phải là hèn mà. Nghĩ đoạn, chàng biến công ra thủ, dùng bàn tính đỡ những miếng đánh xéo cảnh của địch và dùng bút đồng quét ngang điểm chéo, chuyên nhằm các yếu huyệt của mấy anh em bên địch mà điểm loạn xả. Nhận thấy thế công đó lợi hại vô cùng, Ôn Minh Đạt liền huýt một tiếng còi. Ôn Nam Dương vứt ngay khí giới cho năm anh em họ Ôn, tranh đấu bằng khí giới còn nguy hiểm dữ dội hơn đánh bằng tay chân nhiều. Hai đấy đều há mồm chố mắt xem đến nổi gan, tim đều rung động kinh hãi. Thấy tình thế của sư phụ bị nguy cấp đến nơi, khi Mẫn tự biết bản lãnh kém cỏi, nhưng tình thầy trò rất nặng, không thể làm thinh được. Chàng hét lên một tiếng như hổ gầm, rút đơn đao ra nhảy sổ vào trong trận ngũ hành. Nhưng chàng mới tiến được ba bước, bỗng thấy một bóng người thoáng qua mặt, rồi thấy bàn tay người ấy để vào vai mình, khi Mẫn giật mình giơ đao chém ngang một nhát, nhưng người nọ khỏe quá, đè chàng chịu hẳn xuống. Chàng phải vội thu đao lại, sợ chém người không được lại chém phải bản thân mình. Người nọ khẽ xì tai chàng. Thôi đại ca, đừng có nhảy vào trong trận đó, bằng không sẽ chết oan chết uổng ngay tức khắc. Nhìn kỹ mặt người nọ, khi Mẫn mới biết là Thừa Chí. Vừa rồi, thấy Thừa Chí điểm ngã lã nhị, chàng không phục tài cho lắm. Vì cho rằng Thừa Chí nhờ có sự may mắn, nên người mới thắng chớ không phải bởi thật tài. Nhưng bây giờ bị Thừa Chí khẽ để tay lai vai, nửa thân chàng đã mềm nhũn, không thể dùng sức được. Sư phụ của anh không thua đâu, đừng lo ngại. Nói xong, Thừa Chí chăm chú nhìn sáu người chiến đấu. Có lúc chàng ngừng đầu nhìn lên trần nhà, hình như đang nghĩ ngợi một vấn đề gì khó khăn thì phải. Tiểu Tuệ bước tới cạnh chàng khẽ nói. Thừa Chí đại ca, mau vào giúp Hoàng Sư Bá đi. Họ năm người đánh một không biết xấu hổ là gì. Thừa Chí không trả lời, chỉ xua tay bảo nàng đứng ra xa. Tiểu Tuệ bị hất hủi, ngượng quá, bĩu môi đi ra chỗ khác. Thấy vậy Thanh Thanh mừng thầm trong bụng. Sáu người càng đánh càng nhanh, tuy đánh rất kịch liệt, nhưng không ai nghe thấy tiếng khí giới va chạm, chỉ có tiếng kêu vù vù của các khí giới múa máy và tà áo bay lượn thôi. Thừa Chí bỗng nhảy tới trước mặt Tiểu Tuệ nói. Em Tiểu Tuệ, đừng vội trách tôi vô lễ. Vừa rồi, tôi đang mãi nghĩ một vấn đề nan giải, mê mẩn cả tâm hồn. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông điều đó rồi. Tiểu Tuệ vội nói.
Trong trường hợp này, hà tất anh phải xin lỗi, anh mau nghĩ cách giúp sư bá đi. Thấy Thừa Chí vẫn đứng im, Tiểu Tuệ lại thúc giục. Anh này hay thật, không biết phân biệt việc khinh việc trọng. Có điều gì khó khăn nghĩ chưa ra, để lát nữa đánh xong, rồi hãy nghĩ với ngợi có hơn không? Thừa Chí cười nói. Vấn đề tôi đang suy nghĩ đó là cách phá trận ngũ hành, em không thấy hay sao, họ có bao giờ va chạm khí giới đâu. Vâng, em cũng lấy làm lạ. Thì Mẫn đã có chút kính phục tài Thừa Chí liền hỏi. Thế là nghĩa gì chứ tiểu sư thúc? Thừa Chí trả lời. Điểm cốt yếu của trận thế này là, nhanh, để đôi bên khí giới va chạm nhau, tình thế tất phải chậm chạp đi. Bởi vậy cách phá trận này phải dùng, nhanh đánh lại nhanh. Nghĩa là phải đánh nhanh hơn bọn họ, thì phá được trận ngũ hành này ngay. Thì Mẫn lắc đầu nói. Xưa nay họ đã luyện tập thuần thục lắm rồi, mình làm sao đánh nhanh hơn họ được. Thừa Chí mỉm cười nói. Tôi đánh thử xem. Chàng quay đầu bảo Tiểu Tuệ. Em Tiểu Tuệ, cho tôi mượn chiếc châm cài tóc. Tiểu Tuệ đưa ngay chiếc châm cài đầu cho Thừa Chí. Thấy chiếc ngọc châm đó trong trẻo đẹp đẽ vô cùng, Thừa Chí nói. Tôi sẽ dùng chiếc châm bằng ngọc thạch này để đối địch với anh em họ Ôn. Thì Mẫn và Tiểu Tuệ tưởng chàng nói bông đùa, vì chiếc châm ấy chỉ khẽ bẻ là gãy đôi rồi thì dùng làm võ khí sao được. Hai người đang nghi ngờ, bỗng nghe thấy Thừa Chí lớn tiếng bảo Hoàng Chân. Đại sư huynh, mậu thổ sinh ất mộc, đạp càn cung tẩu khảm vị. Hoàng Chân chưa hiểu gì cả, ngẩn người ra. Ông già ngũ lão đều sợ hãi và ngạc nhiên thầm. Họ tự hỏi tại sao chỉ trong chốc lát thằng nhỏ này đã biết rõ bí mật ngũ hành trận của chúng ta rồi. Thừa Chí lại kêu lên. Đinh hòa khắc canh kim tẩu, chấn cung xuất ly vị. Từ nãy tới giờ Hoàng Chân bất luận dùng cương công hay là lừa đảo một cách khôn khéo vẫn không sao thoát khỏi được sự bao vây của năm anh em họ Ôn. Ông ta đã nghĩ tới sự anh em họ Ôn căn cứ vào ngũ hành sanh khách biến hóa và dùng phương vị bát quái để bao vây mình. Nhưng mấy lần tấn công đột nhiên ông ta đều bị anh em ngũ tổ cản trở lại một cách khéo léo. Nay bỗng nghe thấy Thừa Chí mách bảo, Hoàng Chân nghĩ thầm ta cứ theo ý kiến của chú ấy đánh thử xem may ra phá nổi cũng nên. Theo lời dặn của Thừa Chí, ông ta tiến thẳng chấn cung thoát ra ly vị, quả nhiên thấy có chỗ trống liền nhắm chỗ trống đó xuyên ra. Bỗng nghe thấy Thừa Chí lại lớn tiếng gọi. Chạy càn vị, chạy càn vị. Tuy rõ ràng thấy càn vị đang có Ôn Minh Sơn, Ôn Minh thì hai người cản trở, nhưng biết thời cơ không thể bỏ lỡ, Hoàng Chân không suy nghĩ gì cả, xông luôn vào chỗ hai kẻ địch. Ông ta vừa tới nơi, hai người kia liền rẽ sang hai bên để bao vây, còn chỗ trống đó Minh Đạt và Minh Ngô chưa kịp tới thay phiên. Thân pháp của họ Hoàng nhanh nhẹn vô cùng, do bút đồng ra điểm bên phải và dùng bàn tính bổ xuống bên trái, ông ta đã nhảy ra ngoài vòng vây, đứng ngay bên cạnh Thừa Chí. Năm anh em họ Ôn thấy Hoàng Chân đã ra khỏi trận ngũ hành đều kinh ngạc vô cùng, vì từ khi lập thành trận này tới giờ chưa có ai có thể thoát ra. Ôn Minh bèn hắng giọng nói. Ngài đã ra khỏi ngũ hành trận của chúng tôi thân thủ đã phi thường lắm rồi. Các hạ là người của phái Hoa Sơn phải không? Với lão tiền bối Mộc Nhân Thanh, ngài xưng hô ra sao? Ra khỏi vòng vây, Hoàng Chân lại tươi tỉnh và pha trò ngay. Ông ta trả lời. Mục lão tiền bối là ân sư của tôi. Thế nào, tôi, tên đồ đệ tầm thường này đã làm mất sĩ diện của cụ ta phải không? Ôn Minh Đạt nói, thảo nào, võ nghệ của ngài chúng tôi nhận thấy quả thật là đích truyền của phái Hoa Sơn. Đánh nhau chúng ta cũng đã choảng nhau rồi. Các ngài những năm người vây đánh mình tôi, tuy kẻ hèn này không đủ tài quật ngã năm ông chủ lớn, nhưng các vị cũng chẳng hạ nổi đứa bán hàng rong này. Buôn bán như vậy cũng công bằng đấy nhỉ, nửa cân tám lạng, thế còn số vàng này các ngài tính sao? Nói xong, Hoàng Chân quay đầu lại bảo Vinh Thái. Còn ông trưởng quầy này, chuyến buôn này có chủ rồi. Số vàng này không có phần của ông đâu. Xấu hổ quá, Vinh Thái tự biết võ nghệ của mình còn kém người ta xa lắm, liền miễn cưỡng trả lời cho đỡ ngượng. Anh chàng họ Hoàng kia đừng có ngông cuồng như thế. Sẽ có một ngày anh lọt vào tay ta. Hoàng Chân cười mỉa.
Quý tiệm có hàng gì buôn bán được, định chiếu cố tới tiểu hiểu, dù lỗ hay lãi cũng không sao, chúng ta cùng nghề với nhau cả, giá cả có thể đặc biệt thương lượng được. Đánh thì không đủ sức hạ người ta, mà đấu khẩu thì Vinh Thái cũng kém nốt, y tức giận vô cùng dẫn luôn đồ đệ và đàn em trong bang rút lui ngay tức thì. Mặc kệ bọn Long Du tới hay lui, Minh Đạt chỉ nói với Hoàng Chân thôi. Xét võ nghệ của ngài cũng có thể gọi là hào kiệt đương thời. Thôi, thế này vậy, để mặt ngài, số vàng này chúng tôi xin hoàn lại một nửa. Sợ cái danh của phái Hoa Sơn, Minh Đạt không muốn gây thêm kẻ thù, nên có ý dàn xếp cho xong chuyện. Hoàng Chân cười nói, nếu số vàng này là của riêng của tiểu đệ thì dù bây giờ làm ăn khó khăn vì thiên hà loạn lạc, đệ cũng xin biếu cả quý hồ các bạn cần tiền xài tới. Nhưng lão huynh cũng nên rõ hộ cho, số vàng này là quân lương của Sấm Vương, do tên đồ đệ bất tài của đệ phụ trách áp tải, đã bị người thủ hạ của lão huynh lượm được. Như vậy, đệ biết làm sao bây giờ? Tôn Minh Nghĩa nổi giận. Bạn muốn lấy cả số vàng này cũng được, nhưng phải có hai điều kiện. Vẫn một dòng hài hước, Hoàng Chân ung dung đáp. Cứ việc cho giá cả đi, điều đó dễ thương lượng lắm, muốn nói thách tới đâu. Đệ cũng có thể trả giá được. Cứ việc nói đi, để chúng đệ thong thả bàn tính sau. Tôn Minh Nghĩa nói, không phải bàn tính gì cả. Điều thứ nhất là, ngài phải đem lễ vật đến để trao đổi các thoi vàng. Lễ vật ấy không bắt buộc là bao nhiêu. Đó là lệ luật của phái chúng tôi, một khi tài vật đã đến tay quyết không trả lại cho thất chủ một cách quá dễ dàng. Biết rõ họ cho điều kiện đó cốt để lấy lại chút sĩ diện thôi, Hoàng Chân nhận thấy phái Thạch Lương đã ưng thuận trả lại số vàng đó rồi. Ông ta nghĩ thầm, nếu vậy ta cũng không nên gây thù oán với họ làm gì. Nghĩ đoạn, Hoàng Chân nghiêm ngay nét mặt lại, trả lời bằng một dòng rất đứng đắn. Năm vị ôn gia đã nói như vậy, đệ xin tuân lệnh. Sáng sớm mai, đệ vào thành Từ Châu sửa soạn một phần trọng lễ rồi sẽ thân hành đem tới. Đệ cũng sẽ cho đặt mấy mâm rượu, mời vài người bạn ở địa phương này đến hầu rượu quý vị. Thấy ông ta nói hợp tình hợp lý quá, Minh Nghĩa liền trả lời. Như thế cũng được, còn điều kiện thứ hai là phải để anh bạn trẻ họ Viên này lại cho chúng tôi. Hoàng Chân ngạc nhiên, nghĩ thầm, vì các người chịu trả lại số vàng ta mới quá nể, để cho mọi người được bảo toàn thể diện rồi, hà tất còn phải đòi hỏi thêm chi tiết nữa. Ông ta đâu biết việc rất quan hệ và rất phức tạp như việc Thừa Chí biết rõ hết chuyện bí ẩn giữa Ôn Nghi và Kim Xà Lang Quân. Như vậy ngũ lão thể nào cũng phải giết cho kỳ được Thừa Chí họ mới can tâm. Còn tờ, bản đồ của Kim Xà Lang Quân, họ yên chí là Thừa Chí đã thấy được, nên họ phải cố giữ Thừa Chí lại để đòi cho kỳ được bức bản đồ ấy. Họ vẫn biết võ nghệ của Thừa Chí rất cao cường, nhưng họ tin tưởng rằng với trận ngũ hành này thì làm gì mà không thắng được chàng. Hoàng Chân nói, đáng lẽ tôi hoan nghênh lắm nhưng chỉ sợ chú ấy ở độ một năm hay sáu tháng thì quý vị lỗ vốn nhiều lắm, chịu không nổi đâu. Thì vẫn biết rõ tánh nết sư phụ của chàng, hễ lúc nào nói bông đùa là ông ta đã nổi cơn tức giận rồi. Đoán chắc hai bên lại sắp đánh nhau, chàng liền cầm khí giới chăm chú nhìn vào kẻ địch. Minh Đạt cười nhạt một tiếng rồi nói. Chú em họ Viên này sẵn vừa rồi đã mách nước cho ngài thoát ra khỏi trận ngũ hành của chúng tôi. Như vậy chắc chú ấy đã hiểu hết bí quyết của trận đó, nên chúng tôi muốn mời chú ấy phá thử xem. Thì ra trận ngũ hành của họ có những năm trận pháp. Vừa rồi, đối với Hoàng Chân, anh em họ Ôn sử dụng trận pháp thứ hai là Ất Mộc trận pháp, nhưng còn rất nhiều võ thuật biến hóa kỳ lạ họ chưa sử dụng tới, nên họ mới thi tài thách thức Thừa Chí phá trận là thế. Đã được nếm mùi trận pháp đó rồi, Hoàng Chân nghĩ thầm ta có mấy chục năm công lực mà không thoát ra được, tuy chú Thừa Chí đã chỉ cho ta thoát ra khỏi trận, nhưng người đứng ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn là người trong trận, chỉ sợ chú ấy đối phó không nổi. Nghĩ xong, ông ta liền nói. Trận pháp của quý vị lợi hại lắm, vừa rồi tôi đã được lãnh giáo rồi, còn tiểu đệ tuổi chỉ bằng con cháu của quý ngài hà tất phải xử khó dễ với hắn làm gì. Nếu quý ngài thấy hắn chướng tai gai mắt, thì chỉ một vị trong quý huynh đệ ra dạy bảo qua loa là được rồi.
Lời nói của Hoàng Chân bề ngoài hình như có vẻ sợ sệt, nhưng sự thật thì dồn ngũ lão vào chỗ bí phải, một chọi một. Vì ông ta nghĩ rằng nếu thừa chí đấu với từng người một, vì tất đã thua anh em họ. Hôn Minh Sơn cười nhạt. Phái Hoa Sơn đã lừng tên tuổi khắp chốn giang hồ từ bao lâu nay, không lẽ vừa mới thấy cái trận ngũ hành nho nhỏ này lại sợ đến nỗi phải rụt đầu rụt cổ lại. Nếu vậy, từ nay xin quý phái đừng có xưng tên hiệu trên chốn giang hồ nữa nhé. Thôi Hy Mẫn cả giận, ở phía sau Hoàng Chân xông ra, la lớn. Tai bảo phái Hoa Sơn chúng ta sợ các ngươi. Hôn Minh Sơn cười nói. Vậy thì ra đây thử coi nào. Không biết nàng nhẹ sống chết là gì cả, Hy Mẫn nhảy ra đình đánh, thừa chí kéo hắn lại và khẽ nói. Thôi đại ca, để tôi ra trước. Khi nào sắp thua, đại ca hãy ra giúp tôi. Hy Mẫn gật đầu nói. Hay lắm, khi nào chú cần tôi giúp cứ gọi ngay, Hy Mẫn, là tôi xông vào liền. Xin chú đừng có gọi thôi đại ca, lôi thôi phiền phức như thế nữa. Thừa chí gật đầu, Tiểu Tuệ đứng bên cạnh nghe thấy bật phì cười. Hy Mẫn trợn mắt nhìn rồi hỏi. Cô cười cái gì? Tiểu Tuệ vẫn không nín cười. Tôi có cười gì anh đâu, bỗng từ dưng buồn cười thì tôi cười chơi đấy chớ. Hy Mẫn định hỏi vặn thêm thì thừa chí đã nhảy ra rồi. Tay vẫn cầm ngọc châm, chàng nói. Ngũ hành trận của phái Thạch Lương lợi lại lắm, quả thật tiểu bối chưa hề thấy bao giờ. Minh Nghĩa quát lớn. Ngươi chưa sạch hơi sữa, có nhiều cái vật tầm thường nhà ngươi còn chưa thấy qua, huống hồ trận ngũ hành anh em mỗ ra thì làm sao ngươi thấy được. Thừa chí vẫn điềm tĩnh trả lời. Nếu các cụ định giữ tôi ở lại thì thật quả đúng với ước mong của tôi quá, vì tôi cũng muốn nhân dịp này lãnh giáo những bí quyết huyền ảo về trận ngũ hành của mình. Hy Mẫn không nhìn được vội nói. Tiểu sư thúc, họ giữ chú ở lại định hãm hại chú đấy. Tiểu Tuệ lại bật phì cười. Thừa chí quay đầu lại nhìn Hy Mẫn vừa cười vừa nói. Các cụ ấy là người có tuổi, không bao giờ bắt nạt những tiểu đầu. Thôi đại ca cứ yên tâm. Xong chàng quay lại nói với ngũ lão. Tôi ra hầu các cụ, xin các cụ nhẹ tay cho. Nghe lời nói của chàng rất khiêm tốn, rõ ràng là khiếp sợ đến khi thấy chàng bước ra ung dung thư thả, không có vẻ núng cả, ai nấy đều không hiểu ý định của chàng ra sao. Năm anh em họ Ôn đều thử qua tài chàng rồi, nên không nào dám khinh thường chàng cả. Họ cùng giơ tay ra hiệu, Minh Nghĩa và Minh Sơn nhảy sang bên phải, Minh Thi và Minh Đại vòng sang phía trái. Chỉ trong nháy mắt, anh em họ đã bố kín đáo rồi. Thừa chí làm như vẫn không hay biết gì cả tay chào rồi hỏi. Chúng ta đấu ngay ở chỗ đất bằng này ư? Ừ, không cần phải bày mai hoa thung chi cho mệt. Các cụ là tiền bối của chú Thanh, tôi không dám vô lễ mà động tới đau thương. Tôi chỉ dùng cái châm ngọc này để xin lãnh giáo các cụ vài miếng. Chàng vừa nói xong, ai nấy đều giật mình kinh ngạc vì lẽ nhận thấy chàng nói như thế thật là ngông cuồng quá lẽ. Chiếc châm bằng ngọc chưa chắc đã giết nổi con cánh cam tức con quýt, chỉ khẽ đụng vào là gãy thì va chạm sao được với đao kiếm bằng thép của ngũ lão. Hoàng Chân biết lúc bấy giờ có nói cũng vô dụng, đành phải cầm sẵn bàn tính và bút chờ khi nào sư đệ lâm nguy là nhảy ngay vào cứu giúp. Tiến lại gần Hy Mẫn và Tiểu Tuệ, Hoàng Chân khẽ căn dặn. Bên địch mạnh và nhiều người hơn ta. Lát nữa, khi nào ta bảo các con chạy, là cứ việc nhảy lên trên mái nhà tẩu luôn. Đã có ta và viên sư đệ Đoàn Hậu, dù hai ta có bị lâm vào tình thế nguy hiểm nguy đến đâu, các con cũng đừng có quay trở lại giúp đỡ chúng ta. Hy Mẫn và Tiểu Tuệ đều xin vâng lời. Hoàng Chân tự tin sức mình và thừa chí có thể kiếm cách thoát thân được, chỉ cần Hy Mẫn và Tiểu Tuệ thoát được thì sau đó chàng kéo thêm mấy người nữa đến phá trận thì thế nào cũng phá vỡ trận đó ngay. Mấy người mà Hoàng Chân tính mời tới phá trận là vợ chồng nhị sư đệ Nông Quy Thân ở núi Bản Thạch, Phổ Thiền Đại Sư ở chùa Hoa Nghiêm tỉnh Hà Bắc và thêm sư phụ ông ta là Mộc Nhân Thanh hoặc Mộc Tang Đạo Nhân cũng được. Bốn người nói trên và ông ta là năm, mỗi người phụ trách đánh một trong ngũ lão, khiến anh em họ bị tản mát, không thể cứu giúp được nhau, ngũ hành trận tất nhiên phải tan vỡ. Nếu một chọi một thì năm anh em họ Ôn không phải là địch thủ của những người nói trên. Là người có tánh hay pha trò nói bông,
Hoàng Chân lại còn là con người mưu tính rất giỏi. Trong số 5 người ông ta định mời đến đánh anh em họ Ôn không thấy có tên Thừa Chí là vì chàng cho tiểu sư đệ còn thiếu kinh nghiệm để làm hư việc lớn. Như vậy đủ thấy chàng tính toán cẩn thận biết bao. Thừa Chí lại lên tiếng. Các cụ đã thành tâm chỉ giáo cho, sao lại rút bớt đi một thế trận, khiến tiểu bối không học được đủ toàn bộ. Minh Đạt ngạc nhiên hỏi. Cái gì là toàn bộ hay không toàn bộ? Thừa Chí trả lời. Ngoài trận ngũ hành này, các cụ còn bát quái trận để phò tá. Sao các cụ không bày cả ra, để tiểu bối được thêm sáng mắt? Minh Nghĩa quát lớn. Đó là nhà ngươi tự đòi lấy cái chết, chớ đừng có oán hận gì nữa đấy nhé. Nói xong, Minh Nghĩa quay lại bảo Ôn Nam Dương. Nam Dương, gọi các em lại đây. Nam Dương là lãnh tụ đời thứ hai của phái Thạch Lương. Chàng phẩy tay một cái, 15 người đều nhảy ra, Hoàng Chân thấy bọn người đó, có nam có nữ, lại có cả hai vị hòa thượng nữa. Sau khi thấy hiệu lệnh của Nam Dương, 16 người chạy quanh Ngũ Lão, trông thật đẹp mắt. Thừa Chí đứng ở giữa, Ngũ Lão vây xung quanh như bàn thạch, bên ngoài lại có thêm 16 người chạy đi chạy lại. Có một điều lạ nhất là không hề nghe thấy tiếng chân của bọn họ. Dù là người giàu kiến thức, Hoàng Chân thấy tình thế này cũng phải sợ hãi. Hoàng Chân nghĩ thầm, viên sư đệ rõ thật còn trẻ người non dài thật. Nếu y chỉ đấu riêng với Ngũ Lão thôi, để lúc gặp nguy hiểm ta còn có thể xông vào cứu y được. Bây giờ lại có thêm 16 người cản trở, mọi chỗ hổng đều bị họ bịt kín hết cả thế này, đến con ruồi con muỗi cũng không thể bay lọt vào được, huống chi là con người. Thừa Chí dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bên phải cầm chiếc ngọc châm, còn tay trái phẩy một cái, co chân phải lên, lấy chân trái làm trục, người chàng bỗng quay đi 4-5 vòng. Thấy chàng cử động, Ngũ Lão họ Ôn lập tức thúc đẩy trận thế, và cũng chăm nhìn xem chàng cử động ra sao. Nhưng Thừa Chí chỉ chuyển động ở chỗ cũ thôi chứ không ra tay đánh. Thì ra, trước kia Kim Xà Lang Quân đánh với Ngũ Lão không may thất thủ bị bắt. Sau khi trốn được về ở trong hang đồng trên đỉnh núi Hoa Sơn, chàng khổ công nghĩ ngợi rút cuộc đã khám phá được mọi bí quyết huyền ảo của trận ngũ hành và nghiên cứu ra những chỗ kỳ diệu của trận đó là bất cứ kẻ địch xông xáo hay tấn công thế nào, năm anh em họ Ôn đều dùng những miếng võ rất lợi hại phản kích lại. Một người ra tay đánh, 4 người kia liên tiếp đánh theo cho tới khi nào kẻ địch bị bắt mới thôi. Tuy đã tìm kiếm ra mọi sự bí mật nhưng làm cách nào mà phá nổi trận thế? Hà Tuyết Nhi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Suốt mấy năm liền, ông ta đã nghĩ nát óc nhưng kết quả chẳng tìm ra phương pháp nào có hiệu quả. Trong một lần đi dạo núi ông bỗng gặp một con cạp nong, một loài rắn rất độc đang bò ở trong đám cỏ. Trông thấy bóng người, nó quấn tròn lại, ngừng đầu lên không hề cử động. Sở dĩ Hà Tuyết Nghi được người ta đặt cho biệt hiệu là Kim Xà Lang Quân cố nhiên bởi ngoài những hành động lanh lẹ, hiểm độc, hung ác, ông ta thích nuôi rắn độc để lấy nọc độc làm thuốc bôi trên đầu những ám khí. Năm nọ, vợ Ôn Minh Lộc, em dâu của anh em họ Ôn bị trúng phải tên độc chết ngay tại chỗ. Thuốc độc trên đầu những mũi tên đó đều là nọc rắn độc cả. Ông ta rất thảo thuộc tánh nết của các loại rắn, biết rằng khi rắn quay tròn ngừng đầu lên, là nó chờ đợi kẻ địch ra tay trước. Khi kẻ địch tấn công, rắn nọ lập tức thực hư mà cản lại. Nếu địch đứng yên, nói khi tấn công trước, vì chưa biết rõ thực hư của địch ra sao, nếu tấn công trước thường thường hay bị thiệt thòi. Xúc động linh cơ, Hà Tuyết Nghi nhìn qua, vừa nhảy vừa kêu la, lộn mấy vòng trên bãi cỏ. Chiến lược phá ngũ hành trận được hết định ngay từ đấy. Nghĩa là căn cứ 4 chữ, hậu phát chế nhân, đánh sau nhưng lại kìm chế địch trước. Trong võ thuật, người ta chú trọng vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Chánh sách hậu phát chế nhân của ông lại trái ngược hẳn. Đã có thủ đoạn để giải quyết vấn đề nên mọi việc đều thông suốt ngay. Không đầy một tháng, ông ta đã sáng tạo xong toàn bộ phương pháp phá trận ngũ hành. Rồi ông ta ghi chép ngay vào trong cuốn Kim Xà Bí Kíp. Ông ta còn hoài nghi, chưa chắc cuốn bí kíp đó đã có người tìm thấy. Ví dụ có người kiếm được, chỉ sợ lúc đó đã qua hàng nghìn, hàng trăm năm sau và khi ấy, xác của anh em họ Ôn đã hóa ra cát bụi lâu rồi. Vì vậy, thù oán bị anh em họ Ôn cắt đứt mất gân chân, trở thành một phế nhân, ông ta đời nào chịu để yên.
Và lại, ông ta nghĩ rằng, dù anh em họ Ôn đã chết rồi, nhưng ngũ hành trận của họ vẫn lưu truyền lại cho con cháu. Sau này, nếu không phá nổi trận đó, có phải Thạch Lương được xưng hùng xưng bá ở thiên hạ không? Cho nên, ông cất công viết hết cách phá trận vào trong bí kíp để nhờ người nhặt được cuốn bí kíp báo thù hộ cho. Mặc dù chuyện đó viên vông thật, nhưng ông ta vẫn yên chí thế nào cũng sẽ được vải nguyện. Thừa Chí đang sử dụng chánh sách hậu phát chế nhân, mới quay được vài vòng, đã thúc đẩy ngũ hành bát quái trận phát động toàn bộ rồi. Ngũ lão phải chờ cho chàng ra tay rồi mới thừa thế nhảy xô vào, nhưng thấy chàng quay càng chậm, không có vẻ gì là muốn tấn công cả. Sau cùng, chàng lại ngồi xuống, hai tay để lên trên đầu gối, mặt tươi tỉnh mỉm cười. Nhưng ngồi đứng xem đều ngơ ngác không hiểu và nghĩ thầm rằng, trước mặt kẻ địch sao chàng lại đùa giỡn như thế. Nhưng họ có biết đâu đó là kế, màn quân của Thừa Chí, một mặt dù địch tấn công, còn một mặt nữa là làm cho địch nóng lòng sốt ruột, không thể nào giữ sự trầm tĩnh được nữa. Thấy chàng ngồi xuống, quả nhiên Ôn Minh Nghĩa không sao nhìn được liền vỗ tay một cái, định tấn công phía sau lưng chàng. Ôn Minh Ngô vội cản lại. Nhị ca đừng làm loạn trận pháp. Ôn Minh Nghĩa đành phải ngừng lại. Ngũ lão càng chạy càng nhanh cứ tiếp tục quay vòng quanh như trước, chỉ chờ chàng ra tay là họ cũng ùa vào ngay. Vì khi tấn công, mục đích của mình chỉ chăm chú vào công việc kích đối phương, toàn thân sẽ có vô số chỗ để hở ngay. Ngũ hành trận cần dùng một người hấp dẫn đối phương tấn công, bốn người kia thì nhằm chỗ hở của địch mà tập kích. Lý thuyết tương sinh tương khắc, sự thật có ý nghĩa ấy. Bây giờ Thừa Chí không động đậy gì cả, như vậy toàn thân chàng chỗ nào cũng phòng bị chu đáo, ngũ lão đành chịu bó tay không làm gì nổi chàng. Lại qua một lát nữa, Thừa Chí bỗng ngáp ngủ, nằm ngửa xuống đất lấy hai tay làm gối kê dưới đầu, dáng nằm trông rất khoan thai. 16 đệ tử dàn trận bát quái bên ngoài, chạy vòng quanh đã nửa ngày, mà càng chạy càng phải nhanh hơn, nên tên nào hơi kém công lực một chút đã thấy mồ hôi đầy đầu đầy trán, hơi thở hồng hộc, ngũ lão vẫn còn chịu đựng được, nên vẫn chưa muốn ra tay trước, Thừa Chí nghĩ thầm, mấy tên già này kể cũng có tài nhẫn nại thật đấy. Chàng bỗng quay lưng lên trời, úp mặt vào trong lòng hai bàn tay, miệng ngáy khò khò. Từ xưa có thế võ như chàng, nằm úp mình như vậy, có khác gì để cho người ta ta hồ tùng xẻo mình hay không? Hy Mẫn, Tiểu Tuệ, Thanh Thanh và Ôn Nghi đều tức cười, nhưng lại lo ngại hộ cho chàng. Hoàng Chân thấy chàng hết ngồi lại nằm như vậy đã hiểu ngay chánh sách đối địch của chàng. Ông ta chịu phục chàng thông minh và táo bạo, nhưng đến khi thấy chàng nằm úp, không phòng bị như vậy, ông ta phải kêu thầm nguy to. Vì ông ta nhận thấy, lúc này, trong ngũ lão, bất cứ người nào ra tay, đột kích sau lưng chàng thì dù chàng là thần tiên trên trời cũng không sao tránh kịp. Không chịu bỏ lỡ thời cơ, Ôn Minh Đạt liền ra hiệu tay trái phải sang bên phải một cái, rồi lại chỉ xuống đất một cái. Thế là bốn chiếc phi đao của Minh Thi nhắm giữa lưng Thừa Chí phóng xuống, đi nhanh như chớp. Sự đột kích bất ngờ ngay giữa lưng Thừa Chí làm mọi người anh em đều khiếp sợ kêu lớn lên vì thấy bốn con phi đao đều cắm trúng vào lưng Thừa Chí. Đau lòng và sợ hãi quá, Ôn Nghi quay đầu ôm mặt, không dám trông thấy thảm cảnh ấy nữa. Các người bên phái Thạch Lương đều hoan hỉ reo mừng, ồn ào như tiếng sấm vang động. Trong số 16 người dàn trận bát quái, đã có 7-8 người ngừng bước. Giữa lúc ấy, Thừa Chí bỗng nhòm dậy, bốn con dao trên lưng chàng đều bị rũ rơi xuống đất, người chàng tựa như mũi tên bắn vọt lên. Chỉ nghe thấy, bộp một tiếng, Ôn Nam Dương đã bị chàng nện một quyền vào lưng, mồm phun máu tươi, còn người y thì bị chàng nhấc bổng lên, ném ra khỏi trận ngũ hành. Mọi người không thấy rõ Thừa Chí làm cách nào mà luồn ra khỏi trận ngũ hành, chỉ thấy 16 tên đệ tử bên ngoài bị chàng lần lượt đấm đá, điểm huyệt và tung vào trận ngũ hành. Trong bọn đó, ông Câm giỏi võ hơn cả cũng chỉ chịu nổi được 2-3 miếng của chàng là bị đánh ngã liền. Thế là ngũ hành bát quái trận đại loạn, trong trận không thấy kẻ địch đâu, mà kẻ ra người vào toàn là người nhà cả. Mọi người không ai ngờ Thừa Chí mặc chiếc áo cánh sợi vàng của Mộc Tăng Tằng cho, nên phi đao sao đâm thủng lưng chàng được. Lợi dụng sự bất ngờ đó chàng đã phá tan trận bát quái rồi. Năm anh em họ Ôn kêu rú luôn mồm và hai tay bần tíu tít tiếp đỡ các đệ tử do Thừa Chí ném vào.
không để cho họ có thì giờ bố trí lại trận ngũ hành, thừa chí tiến lê ba bước dùng ngay ngón tay trái điểm thẳng vào huyệt đạo của Minh Thi. Thấy phi đao không làm gì được chàng, Minh Thi vốn đã sợ hãi, nay lại thấy chàng tấn công tới, cuống lên ông ta cầm cả bốn chiếc phi đao ném vào ngực chàng. Không tránh không đỡ, thừa chí cứ nhằm, hoàn cơ huyệt ở dưới yết hầu của ông ta mà điểm. Chỉ nghe thấy cong cong, mấy tiếng, phi đao vừa đụng tới ngực chàng là rơi xuống liền. Chính lúc đó, ba ngón tay của chàng vừa điểm trúng huyệt đạo của Minh Thi. Ở phía sau, thấy em tư bị lâm nguy, Minh Sơn vụt luôn một trường vào đùi bên phải của thừa chí. Chàng vừa cười vừa nói. Cây quài trường bướu bối này, hôm nọ đã bị vứt lên khỏi nóc nhà, bây giờ cụ lại nhặt nó về đấy à? Miệng nói, tay không ngừng, chàng nhấc bổng một tên đệ tử của trận bát quái dơ lên đỡ chiếc quài trường đó. Minh Sơn sợ quá, vụ trường đó tuy không mong đánh trúng người thừa chí, nhưng ông ta suy tính, lúc ấy thừa chí không thể nào tránh trước né sau được, bắt buộc chàng ta phải dùng khí giới để chống đỡ, mà khí giới của chàng lại là một chiếc châm bằng ngọc, chỉ khẽ chạm vào chiếc quài trường bằng thép là vỡ tan tành ngay. Không ngờ chàng lại kéo luôn một tên đệ tử của phái Thạch Lương để chống đỡ. Nếu cây quài trường này mà đánh trúng thì tên đệ tử ấy sẽ bị gãy xương đứt gân tức thì. Cũng may võ nghệ của Minh Sơn đã tới chỗ tuyệt mức, trong lúc nguy cấp này, ông ta phải nhảy lên, dùng tay trái đè đầu cây trường xuống, một mặt kêu gọi Minh Đạt đề phòng. Đại ca cẩn thận! Ông ta vừa nói dứt lời, cây quài trường theo đà, đã đánh thẳng xuống người Minh Đạt. Ông ta tin tưởng rằng người anh cả của ông ta có thể tránh được cây quài trường đó. Quả nhiên Minh Đạt giơ ngang song kích lên đỡ. Chỉ nghe thấy cong, một tiếng thật lớn, sao lửa bắn tứ tung, quài trường và đoàn kích đều bay trở lại. Thừa cơ đó, thừa chí tấn công luôn Minh Ngô. Chàng dùng bàn tay trái bổ mạnh xuống và tay phải câm ngọc châm cứ nhằm mắt địch mà đâm. Minh Ngô vừa tránh vừa lui, múa roi ra để phong tỏa khắp người. Nhưng thế công của thừa chí mạnh và nhanh lắm, ông ta phong tỏa làm sao nổi. Trong giây lát, ông ta đã bị thừa chí liên tiếp tấn công 6, 7 đợt. Thấy chiếc ngọc châm cứ lập lờ theo sát đôi mắt ông ta, và đã bị hai chiếc đó chạm tới mí mắt rồi, Minh Ngô sợ hãi mất cả hồn vía, lúc đó mới nhận biết cây châm ấy lợi hại là ngần nào. Lần sau cùng, thấy tránh không nổi, ông ta phải vứt roi ra đi, hai tay bịt lấy đôi mắt, nằm xuống đất lăn lộn mấy vòng, mới thoát khỏi thế tấn công của thừa chí. Nhưng dù sao, lưng ông ta cũng bị thừa chí đá theo một cái. Hồi xưa, Minh Ngô đã từng dùng roi ra để đánh bại một lúc 12 hảo hán trên lôi đài Chiết Nam, oai phong lừng lẫy, nổi tiếng mấy chục năm liền. Ngờ đâu, ngày nay, ông ta lại phải bại dưới tay một thiếu niên vô danh. Không riêng gì ông ta xấu hổ chịu không nổi, mà cả những người đứng xem hai bên cũng phải ngạc nhiên kinh hãi vô cùng. Hoàng Chân thấy tiểu sư đệ lợi hại vô cùng, đã trổ tài kỳ lạ, bình sanh ông ta chưa từng thấy qua. Ngay như sư phục hồi còn tráng niên, lúc võ nghệ đã cao tột bực cũng chưa chắc đã có công lực mạnh như thế. Vậy thì võ công tuyệt tác ấy y đã học hỏi ở đâu? Thật không thể tưởng tượng được. Thôi Hy Mẫn đứng bên cạnh cứ hò reo khen ngợi om sòm. Tiểu Tuệ nhích mép cười. Ôn Nhi và Thanh Thanh đều mừng thầm nhưng vì hai mẹ con từng sống dưới cửa độc ác của họ Ôn đã lâu, lúc nào cũng sợ hãi lo âu, nên cả hai đều không dám tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Càng đánh tinh thần càng thấy phấn khởi thêm, thừa chí không còn lo ngại gì nữa. Tay trái sử dụng phục hộ trưởng của phái Hoa Sơn, tay phải câm châm ngọc dùng thế kim xà trảm pháp trong trận kim xà bí kíp. Võ thuật đó dù là bát thủ tiên viên mộc nhân thanh thân hành tới nơi, kim xà lăng quân hà tuyết nghi phục xanh, mỗi người cũng chỉ biết được một nửa. Như vậy anh em họ Ôn làm sao hiểu nổi. Hạ xong Minh Ngô, thừa chí lại quay sang tấn công Minh Nghĩa. Luôn luôn bị miếng nhiệm tập kích, Minh Nghĩa cuống cả chân tay. Thấy tình thế bất lợi, Minh Đạt bỗng huýt lên một tiếng còi, rồi đột nhiên dùng tay đẩy lui một tên đệ tử. Còn Minh Sơn thì sử dụng cả chân lẫn tay, hoặc đá hoặc ném, quét sạch tất cả các đệ tử ra ngoài. Nhân số trong luyện võ sảnh ít đi, họ tính bày ngay trận ngũ hành lại, nhưng thừa chí cứ kềm chặt Minh Nghĩa, khiến anh em họ Ôn không thể nào áp dụng thế liên hoàn được.
Minh Nghĩa bị tay của Thừa Chí đánh trúng vào vai trái, Minh Sơn vội nhằm phía sau lưng chàng đánh luôn một quải trường xuống. Đồng thời, Minh Đạt ở bên trái cũng múa song kích tấn công tới. Vai trái tuy bị đau, Minh Nghĩa vẫn cố chịu để thi hành trận pháp. Lúc ấy nhân số của phái Thạch Lương đã bị ném hết ra ngoài nên họ càng cố bày lại được trận thế và hết sức chống cự. Dưới sự bao vây tấn công của tám lão, Thừa Chí vẫn đi lại như bay như múa. Đang đấu kịch liệt, chàng bỗng nhảy lên cao, tay phải cầm chiếc châm ngọc vào đầu, rồi giơ tay níu lấy cái rầm trên nóc nhà. Đánh đang hăng, tám lão bỗng nhiên thấy biến mất, kẻ địch đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau thấy trên đầu có tiếng gió, họ biết nguy đến nơi, đang định trốn tránh thì Minh Sơn và Minh Nghĩa đã bị quân cờ ném trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất. Minh Đạt vừa cúi xuống định cứu chữa thì Thừa Chí lại ném luôn một nắm quân cờ xuống. Nhờ ở võ nghệ cao siêu hơn các em, Minh Đạt giơ song kích lên múa, những quân cờ của Thừa Chí đều lác đác rơi xuống. Sợ Thừa Chí lại ném ám khí nữa, Minh Đạt vẫn tiếp tục múa song kích để tự bảo vệ từ đầu đến chân. Bỗng nghe thấy người đứng xem kêu rú lên, ông ta thấy tay rung động một cái, song kích hình như bị một sức mạnh gì cản lại, không sao múa được nữa. Giật mình sợ hãi, Minh Đạt dùng sức kéo mạnh một cái, ngờ đâu song kích đã rời khỏi tay ông ta bay đi mất. Không kịp nghĩ ngợi, ông ta vội tránh sang bên ba bước, hai bàn tay che lấy đầu, mắt. Lúc ấy ông ta mới hay song kích đã lọt vào tay Thừa Chí rồi. Mỗi tay cầm một kích, Thừa Chí thét lớn. Coi này! Song kích bay xuống, cắm chặt vào hai cái cột lớn ở giữa luyện võ sảnh, ngập sâu vào cột đến nửa chiếc kích. Hai cái cột bị rung chuyển, mái ngói đều kêu, rắc rắc hình như sắp đổ sập xuống. Những người đứng cạnh cửa đều hoảng kinh rào cẳng chạy luôn ra ngoài sảnh. Năm xưa, khi Mộc Nhân Thanh dạy võ Thừa Chí, đã từng phóng một thanh kiếm cắm phập vào thân cây, Mộc Tang đạo nhân khen là kiếm pháp thiên hạ vô song. Nay Thừa Chí lao hai cái kích cũng căn cứ ở miếng kiếm pháp đó biến hóa ra. Lúc này, Hoàng Chân hớn hở và phục tài tiểu sư đệ, vì ông ta thấy chàng dùng thủ pháp của bổn môn lao kích đến nổi xuyên thùng cột và chấn động cả nhà cửa. Ông ta mừng quá reo lên. Viên sư đệ, chú sử dụng miếng thần long hiền vĩ tài lắm. Thừa Chí quay đầu lại cười và nói. Đệ không dám quên ơn sư phụ đã dạy bảo nhưng vẫn còn mong sư huynh chỉ giáo cho. Tôn Minh Đạt ngơ ngác nhìn xung quanh thấy bốn người anh em nằm lăn cả dưới đất. Thừa Chí từ từ đi tới cạnh Hoàng Chân, rút chiếc ngọc châm cắm trên đầu xuống, trao trả cho Tiểu Tuệ rồi đứng cạnh Hy Mẫn không nói nửa lời. Tôn Minh Đạt nghĩ đến trận thế ngũ hành bát quái của phái Thạch Lương mình từng mang danh thiên hạ vô địch mà nay chỉ trong chốc lát đã bị một thằng nhỏ phá chan quét sạch đến nỗi toàn quân phải tiêu diệt hết. Nghĩ tới đó, ông ta đau lòng sốt ruột quá, định đâm đầu vào cột trụ tự tử cho xong. Nhưng vốn tánh ác độc xưa nay, ông ta nghĩ thầm rằng tuổi ta sắp mạt kiếp đến nơi, mối thù này tất nhiên ta không thể trả được. Nhưng còn sống sót được ngày nào, thể nào ta cũng không để nó được yên thân. Nghĩ xong, ông ta chìa hai tay nói với Hoàng Chân. Vàng ở cả đây, các người cứ việc đem đi. Không chờ cho Minh Đạt nói đến lời thứ hai, Hy Mẫn vội chạy lại nhặt hết các thoi vàng bỏ vào túi ra. Phái Thạch Lương tuy có mấy chục người đứng đó, nhưng chỉ chố mắt nhìn người lấy của đi chớ không dám ra tay ngăn cản. Trận đánh vừa rồi, Thừa Chí làm cho họ thất đảm kinh hồn, mất hết cả chí khí đấu tranh. Thấy bốn người anh em đều bị Thừa Chí ném quân cờ điểm huyệt nằm lăn cả ra đất, Minh Đạt liền bước tới cạnh Minh Nghĩa trước để nhị lão lúc này mắt vẫn nhìn được, nhưng thân thể và chân tay thì cứng đờ. Minh Đạt cũng là tay điểm huyệt giỏi, liền cúi xuống xoa bóp vân đài huyệt cho người em để cho huyết mạch được chảy đều. Nhưng ông ta xoa bóp hàng giờ mà Minh Nghĩa vẫn cứ nằm cứng đờ như cũ. Ông ta lại đến giải huyệt cho ba người em kia, nhưng cũng không thấy hiệu nghiệm gì cả. Vì không muốn tự hạ mình cầu cứu kẻ địch, ông ta chỉ quay lại nhìn Thanh Thanh hất hàm ra hiệu. Thanh Thanh tuy biết ý ông cả muốn nhờ mình cầu cứu Thừa Chí, nhưng nàng giả vờ không hiểu. Ông cả sai bảo gì cháu thế? Minh Đạt chửi thầm, con nhái này đáo để thật. Lúc này mày còn làm khó dễ ông. Chờ xong việc ở đây, ông sẽ chỉ tội mẹ con mày cho mà xem. Nghĩ đoạn, ông ta đay nghiến nói khẽ.
mày bảo nó giải huyệt cho bốn ông mày đi. Thanh Thanh tới trước mặt Thừa Chí vái chào, rồi lớn tiếng nói. Ông cả tôi nói nhờ anh giải huyệt dùm bốn ông tôi đấy. Thừa Chí trả lời. Vâng. Chàng tiến lên đang định cúi xuống giải huyệt cho bốn anh em họ Ôn, bỗng nghe thấy Hoàng Chân gạt bàn tính một cái, chàng vội ngừng tay ngay, Hoàng Chân lớn tiếng nói. Viên sư đệ, chú không biết buôn bán tí nào cả. Hiện giờ món hàng lạ đang hiếm, sao chú không nhân lúc này mà lên giá? Chú cứ mặc giao giá đi, nói thách đến đâu, cũng có người cũng chịu trả kia mà. Thừa Chí biết ngay sư huynh chàng có ác cảm với phái Thạch Lương, muốn thừa dịp này để báo thù. Dù chàng là người trung hậu thật, nhưng nghĩ tới có sư huynh ở đây thì nên để cho ông ta chủ trì mọi lẽ mới phải, chàng liền ôn tồn đáp. Xin đại sư huynh chỉ bảo giúp cho. Hoàng Chân nói, món hàng thuộc loại chân châu, bảo ngọc đâu thể quà biếu vô cớ cho ai được, tất nhiên phải trao đổi bằng một thứ gì tương xứng với món hàng đó theo sự công bằng của sự mua bán có qua có lại. Thừa Chí vốn đã hiểu rõ, nhưng vẫn vờ hỏi. Đại sư huynh hãy nói rõ hơn, tiểu đệ chưa hiểu gì cả. Hoàng Chân đáp, có gì lạ đâu. Nếu chư liệt vị kia muốn viên sư đệ giải huyệt đạo cho các người kia tất nhiên phải bù lại một cái gì giá trị ngang nhau, không có bên nào thiệt thòi cả. Nghe Hoàng Chân và Thừa Chí nói chuyện dài dòng cố kéo thời gian, Minh Đạt nóng nảy. Bây giờ các vị muốn trao đổi cái gì cứ nói toạch ra, cần gì phải dùng thứ văn hoa bóng bẩy cho phí mất thời giờ. Hoàng Chân nhẩm tính rồi nhìn Minh Đạt. Chẳng có gì rắc rối cả, giờ chư vị muốn viên sư đệ giải huyệt cho mấy người nằm kia thì cái giá trị của nó tính thế nào cho tương xứng vậy thôi. Minh Đạt hỏi mau. Tương xứng là bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc cứ nói thẳng ra. Bạc vàng thì viên sư đệ chắc không nhận đâu, giờ chỉ có thể nhận một món khác. Món gì? Lối chừng 1.600 tạ gạo theo luật mua bán xưa nay. Minh Đạt giận lắm nhưng vì sinh mạng của bốn anh em họ Ôn nên cố dằn xuống. 1.600 tạ gạo đâu phải là khó mua, nhưng với số gạo nặng nề như thế chuyên chở cách nào? Hoàng Chân lắc đầu. Khỏi phải chuyên đi đâu cả. Thế phải làm cách nào? Tôi đã có cách rồi, rất dễ dàng, chỉ giải quyết trong vài giờ là đâu đấy yên xong. Cách nào? Chở 1.600 tạ gạo tới Quý Gia Trang, cho người loan truyền số dân chúng đang đói trong vùng này cùng quy tụ lại. Các hạ có thể làm chuyện này được chăng? Minh Đạt gật đầu. Được, chẳng có gì khó khăn cả, nhưng các hạ định quy tụ số dân chúng này để làm gì? Hoàng Chân buông thõng. Phát cho họ. Minh Đạt khẽ sửng sốt đưa mắt nhìn Hoàng Chân. Như thế cũng hay, nhưng chừng nào là chuyện này? Chuyện muốn chậm hay mau tùy nơi các tài hạ, chúng tôi vô sự bình yên. Mặt trời sẽ qua giải quyết được không? Tốt đấy, tính sớm như vậy rất ổn, chuyện mua bán cần phải sòng phẳng và nhanh lẹ để còn phải tiếp khách hàng khác. Từ nãy Hoàng Chân nói ra toàn là những câu bông đùa, khinh khỉnh rất là khó chịu, nhưng Minh Đạt không biết phải làm sao vì cần phải cứu bốn anh em bị Thừa Chí điểm huyệt nằm kia. Hoàng Chân nói. Vậy mặt trời xế qua chúng tôi sẽ trở lại giao lãnh hàng hóa, chư vị hãy chuẩn bị đâu đó cho thật chu đáo để khỏi phải bị trễ giao hàng nhé. Hoàng Chân phất tay. Viên sư đệ, chúng ta về thôi. Bọn bốn người của Hoàng Chân trở ra ngoài đi thẳng về hướng khách điếm. Phần Minh Đạt trở vào nhà lấy một số bạc ra thị trấn mua đủ 1.600 tạ gạo thuê xe trở về Gia Trang. Hắn sai mười mấy tên gia nhân đi khắp nẻo đường trong vùng loan tin về vụ trần bần trong chiều nay. Sao sao sao? Mặt trời vừa nghiêng bóng, Hoàng Chân, Thừa Chí, Thôi Hy Mẫn và Tiểu Tuệ cùng tới Gia Trang năm anh em họ Ôn. Bốn người đi tới nhà họ Ôn đã thấy dân quê tụ họp rất đông đảo. Rồi từng tạ gạo một từ trong thành được gánh tới. Thì ra Ôn Minh Đạt đã sai người vào thành Từ Châu mua gạo từ lúc đêm khuya rồi. Từ Châu là một thành phố lớn ở miền đông tỉnh Chiết Giang sầm uất vô cùng. Nhưng đột nhiên đi mua 1.600 tạ gạo không phải chuyện dễ. Và cũng vì sự nhu cầu đột ngột đó mà giá gạo vọt lên khiến Minh Đạt phải tổn phí thêm mấy trăm lạng bạc nữa.
Mời Hoàng Chân ra kiểm điểm đủ số gạo rồi, Minh Đạt mới bảo người nhà phát trần từng đấu một cho các nông dân. Dân chúng các làng bàn tán nghị luận, họ không hiểu tại sao nhà họ Ôn đột nhiên lại cải ác lương thiện như thế. Thấy Minh Đạt làm việc rất cẩn thận, tuy là sự bất đắc dĩ, nhưng cũng vì vậy mà Hoàng Chân không còn nói kháy và chế giễu nữa. Chờ phát hết 400 tạ gạo, thừa chí giải huyệt ngay cho Ôn Minh Nghĩa. Tuy đã tỉnh hẳn, nhưng vì chịu đựng ngót một ngày đêm, Minh Nghĩa như người ốm mới khỏi, không còn đủ hơi sức như lúc thường. Nhộn nhịp đến chiều tối mới trần xong 1.600 tạ gạo, và bốn anh em họ Ôn cũng đều được giải thoát cả. Thừa chí vái chào Ngũ Lão một cái và nói: có nhiều điều thất lễ, tiểu bối thật áy náy vô cùng. Hoàng Chân vừa cười vừa nói: các ông đã cho tặng cho nông dân gạo, tuy hơi đau lòng xót ruột một chút, nhưng đã gỡ lại cho Thạch Lương Ôn ra rất nhiều tiếng tăm. Các ông nên rõ, làm việc thiện này rất có lợi cho các ông, chớ không phải cho chúng tôi. Các ông nên nhớ kỹ điều đó. Bốn người đang định quay trở ra, bỗng từ trong nội đường có hai người đàn bà chạy ra. Người đi trước là Ôn Nghi, người theo sau là Thanh Thanh, con gái bà ta. Khi chạy tới trước mặt thừa chí, Ôn Nghi liền hỏi: viên tướng công đi về đấy ư? Thừa chí gật đầu trả lời: vâng, cháu đang định vào chào bác đấy ạ. Ôn Nghi, giọng run run, hỏi: mộ anh ta ở đâu? Tướng công có thể đưa tôi đi thăm viếng được không? Chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy tiếng gió kêu vù vù, thừa chí biết ngay là có chuyện gì rồi, vội nhảy ra phía trước giơ tay ra với, đã nắm luôn được bốn con phi đao. Đột nhiên Ôn Nghi rú lên, trời ơi! Rồi gục mình nằm phục xuống đất, một chiếc phi đao cắm trúng giữa lưng bà ta, ngập gần hết chuôi đao. Ôn Nghi ngã xuống bất tỉnh nhân sự ngay. Tai biến xảy ra quá đột ngột, Thanh Thanh ôm lấy mẹ đỡ dậy và giơ tay định rút phi đao ra. Hoàng Chân vội cản lại: không rút được, rút ra là chết ngay. Biết rõ những phi đao đó cho Minh Thi phóng ra, thừa chí quay tay ném trở lại, bốn chiếc phi đao đều nhằm thẳng người Minh Thi mà bay tới. Vội nằm xuống đất lăn đi mấy vòng tránh bốn con phi đao, Minh Thi vừa định đứng dậy đã thấy lưng và đùi bên phải bị tê liệt, lại ngã gục xuống đất. Ông ta là tay thiện ném phi đao, thừa chí biết rõ bốn con phi đao vừa ném ra thế nào ông ta cũng tránh được, cho nên chàng lại ném tiếp hai con cờ. Vì ghét ông ta quá độc ác, hai con cờ này chàng đều dùng sức nặng ném vào yếu huyệt nên Minh Thi chết rất liền. Quay đầu lại, thừa chí thấy Thanh Thanh ngồi dưới đất ôm lấy mẹ, khóc không ra tiếng. Nhìn kỹ con dao cắm trên lưng Ôn Nghi, thừa chí biết không thể cứu được nữa, vội bóp hai bên sườn, bế huyệt đạo nơi đó, để bà ta đỡ bị đau khổ, đồng thời khiến cho máu tạm chảy chậm một chút. Ôn Nghi mỉm cười, nhìn Thanh Thanh nói: Thanh, con đừng khóc nữa. Thế là má được đi gặp ba con. Ở cạnh ba con, không ai dám bắt nạt má nữa. Thanh Thanh vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Ôn Nghi nói với thừa chí: viên tướng công, có một việc này, thế nào tướng công phải nói thật cho tôi hay. Đừng có giấu giếm tôi. Thừa chí ứa nước mắt trả lời: chẳng hay bác muốn biết chuyện gì ạ? Nhà tôi có để lại di chúc không? Có nhắc nhở đến tôi không? Thưa bác, Hà lão tiền bối có lưu lại một tí đồ hình dạy võ công. Hôm qua, sở dĩ cháu phá nổi ngũ hành trận là nhờ sử dụng phương pháp di truyền của Hà lão tiền bối đấy. Như vậy cũng có thể gọi là cháu đã báo thù hộ ông ta, và chắc ông ta ở dưới chín suối cũng được nguôi dần một phần nào. Ôn Nghi lại nói: nhà tôi có viết thơ để lại cho tôi không? Thừa chí lắc đầu, Ôn Nghi thất vọng nói tiếp: vì chàng ta ăn phải bát chè sen có pha thuốc mê nên mới bị mất hơi sức. Mà bát chè đó lại do chính tay tôi đưa cho chàng ăn. Nhưng quả thật tôi không hề biết một tí gì cả. Thừa chí an ủi: Hà lão tiền bối thể nào cũng biết rõ chuyện đó. Chắc ông ta không trách cứ bác đâu. Chắc chàng vì đau lòng quá nổi, thể nào cũng trách tôi hãm hại ngầm chàng. Bây giờ tuy đã biết rõ nhưng cũng muộn mất rồi. Thấy bà ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn ân hận chuyện cũ, thừa chí định nói thêm vài câu an ủi. Nhưng thấy bà ta yếu ớt dần, hai tay đã từ từ buông xuôi, thừa chí sực nhớ tới tờ bản đồ ghi chỗ chôn của báu ở trong cuốn bí kíp, trong đó có nhắc tới tên Ôn Nghi, vội móc túi lấy ra và nói:
mời bác xem tờ giấy này. Lúc ấy mắt Ôn Nghi đã nhắm dần, lại từ từ mở to, tinh thần phấn chấn, rú lên. Phải chữ của chàng ta đấy, tôi vẫn nhận được nét chữ của chàng mà. Thấy bà ta bỗng nhiên hớn hở như đứa con nít, thừa chí phải động lòng thương xót. Ôn Nghi khẽ đọc mấy hàng chữ ghi bên cạnh bức bản đồ, người được bản đồ này thể nào cũng xin tới làng Thạch Lương, Phù Từ Châu, tỉnh Chiết Giang, tìm kiếm cho được Ôn Nghi, tìm kiếm cho được Ôn Nghi, phải Ôn Nghi là tôi đây. Tặng cho nàng 10 vạn lạng vàng hộ tôi. Nét mặt bỗng tươi tỉnh hơn trước, bà ta nắm lấy tay thừa chí, rồi nói tiếp. Chàng không trách cứ tôi không cần lấy vàng, chỉ cần biết lòng chàng vẫn còn thương nhớ tới tôi thôi. Chàng nhớ tôi, bây giờ tôi phải đi đây, đi gặp chàng đây. Biết rằng hơi sức của bà ta đã đến lúc tần kiệt, thừa chí đang nói mấy lời an ủi Thanh Thanh, Ôn Nghi bỗng mở chừng đôi mắt và nói. Viên tướng công, có hai việc này, tôi muốn nhờ tướng công giúp cho, thể nào tướng công cũng phải nhận lời nhé. Thừa chí trả lời. Xin bác cứ nói, việc gì sức cháu có thể làm được không bao giờ cháu dám từ chối. Việc thứ nhất là tướng công chôn tôi ở cạnh chàng. Việc thứ hai. Trương Mười yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Thừa chí vội hỏi. Việc thứ hai là gì? Xin bác nói luôn đi. Ôn Nghi nói. Tướng công, hai người. Lấy tay chỉ vào Thanh Thanh, Ôn Nghi đã hết hơi không nói tiếp được nữa, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống, chết liền. Thừa chí để tay lại gần mũi bà ta thì không thấy thở nữa. Thanh Thanh nằm phục bên cạnh xác mẹ, khóc lóc, rồi vì đau đớn và bị cảm xúc quá nhiều, nàng chết giấc liền. Sợ hãi vô cùng, thừa chí vội kêu. Chú Thanh. Hoàng Chân nói. Nàng đau đớn quá nên ngất đi đấy thôi. Không sao đâu. Rồi phun khói vào mũi Thanh Thanh. Chỉ thấy hắt hơi mấy cái nàng tỉnh lại dần dần, hai mắt lơ láo như người mất hồn vía. Thừa chí liền hỏi. Chú Thanh, chú đã đỡ chưa? Nàng không trả lời. Hoàng Chân và Tiểu Tuệ không biết rõ sự quan hệ giữa thừa chí và mẹ con nàng ra sao, đều cảm thấy lạ lùng. Mọi người đều nghĩ thầm, mẹ con nàng hình như là người của phái Thạch Lương, nhưng tại sao họ lại bị người nhà mưu hại như thế? Vì không hiểu rõ nông nổi, nên không ai dám thêm ý kiến. Thừa chí ứa lệ nói. Chú Thanh, chú phải đi với chúng tôi. Không thể ở đây được đâu. Thanh Thanh vẫn ngơ ngác, chỉ gật đầu chứ không nói năng gì cả, ấm xác Ôn Nghi lên, thừa chí dẫn đầu đi ra, còn Hoàng Chân, Thanh Thanh, Tiểu Tuệ, Khi Mẫn thì theo sau. Bọn Minh Đạt thấy anh em thừa chí tự do thao túng, xử trí mọi việc và tự tiện đem cháu gái mình đi, đều tức giận vô cùng. Nhưng trận đấu hôm qua, đã khiến ai nấy đều kinh hồn, không dám bước ra ngăn cản nữa. Hoàng Chân dặn bảo Hy Mẫn. 100 lạng bạc này, con đem tặng người chủ nhà đã cho bọn ta ngủ trọ, và bảo họ phải dọn nhà đi ngay tức thì. Hy Mẫn không hiểu tại sao liền hỏi. Tại sao lại bắt người ta phải dọn nhà đi? Với chúng ta, phái Thạch Lương bất đắc dĩ phải chịu nhìn. Tất nhiên họ sẽ dần cá chém thớt, thế nào cũng đi kiếm người cho chúng ta ở trọ để hành hạ cho đỡ tức. Hy Mẫn gật đầu. Sư phụ nghĩ chu đáo lắm. Nói xong, chàng chạy như bay đi liền. Bốn người chờ tới khi Hy Mẫn quay trở lại mới vòng theo con đường nhỏ, rời khỏi Thạch Lương. Đi được 30 dặm, thấy trên sườn núi có một ngôi miếu đã đổ nát, trên đầu cổng có ba chữ lớn, Linh Quan Miếu, nhưng trông rất lờ mờ không rõ. Hoàng Chân lên tiếng. Hãy vào trong miếu nghỉ ngơi đã. Bước vào căn miếu đó, thấy màng nhện và cát bụi phủ đầy, đồ đạc mục nát gần hết, cả năm người vào giữa điện ngồi nghỉ. Hoàng Chân nói. Di thể của bà này bây giờ tính toán sao? Chôn cất ngay đây, hay là vào thành kiếm phu đòn để khâm liệm? Thừa chí cao mày, không nói năng gì cả. Hoàng Chân lại nói tiếp. Hay là vào thành mua chiếc quan tài khâm liệm cho bà ta? Quan phủ sẽ tra hỏi tại sao bà ta mất. Chúng ta tuy không sợ, nhưng dù sao cũng vẫn thấy phiền phức lắm. Ý nghĩa lời nói của ông ta là nên chôn cất ngay tại đó. Thanh Thanh khóc lóc, rồi nói. Không được. Má em đã nói muốn được chôn cạnh mộ ba em kia mà. Hoàng Chân hỏi.
Di thể của Linh Tôn chôn cất ở đâu? Thanh Thanh không trả lời được liền đưa mắt nhìn Thừa Chí. Thừa Chí hiểu ý đáp ngay. Chôn ở trên núi Hoa Sơn của chúng ta. Nghe thấy chàng nói, bốn người đều ngạc nhiên, Thừa Chí lại nói tiếp. Phụ thân của nàng là Hà Lão Tiền Bối, xưa kia vẫn lừng danh là giang hồ quái kiệt Kim Xà Lang Quân đấy. Tuổi Hoàng Chân cũng sấp xỉ tuổi Hà Tuyết Nhi. Lúc ông bước chân vào giang hồ, oai danh của Kim Xà Lang Quân đã chấn động khắp chốn võ lâm rồi, nên khi nghe thấy Thừa Chí nhắc đến tên Kim Xà Lang Quân, Hoàng Chân ngồi trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi có một ý kiến, cô nương nghe rồi đừng trách cứ tôi nhé. Thấy Hoàng Chân là người có tuổi, Thanh Thanh đáp. Xin bác cứ dạy. Hoàng Chân chỉ vào Thừa Chí. Chú ấy là sư đệ của tôi. Cô gọi tôi là bác tôi đâu dám nhận. Thôi từ nay cô cứ gọi là đại ca đi. Thi Mẫn trợn mắt nhìn Thanh Thanh trong bụng nghĩ thầm, như vậy ta phải gọi con nhái danh này là cô kia à? Thanh Thanh đưa mắt nhìn Thừa Chí như thầm hỏi ý kiến, rồi đổi luôn dòng xưng hô ngay. Hoàng đại ca đã dạy bảo tiểu muội xin nghe theo. Thi Mẫn giựt mình tự bảo thầm, nguy to, con nhỏ này thật thà quá đổi, đã gọi ngay thầy ta là Hoàng đại ca rồi. Thật quả lúc đó Hoàng Chân đâu có ngờ rằng trong đầu óc tên học trò ngốc ấy lại nghĩ lắm chuyện quá tự ái như thế. Ông ta liền nói với Thanh Thanh. Nếu ý định lệnh đường truyền lại, muốn được hợp táng với lệnh tôn thì chúng ta cũng phải hoàn thành đúng như tâm nguyện của bà mới được. Nhưng ta tạm gác bỏ vấn đề khó khăn về sự chuyển vận linh cữu từ đây tới Hoa Sơn xa xôi hàng nghìn dặm, không nói tới vội. Hãy nói tới vấn đề, dù linh cữu đã tới chân núi Hoa Sơn rồi, cũng không sao khiêng nổi lên trên đỉnh núi kia mà. Thanh Thanh hỏi, vậy biết làm sao được bây giờ? Thừa Chí nói, núi Hoa Sơn hiểm trở khó lên lắm, người nào hơi kém võ công là không thể lên được tới đỉnh. Còn vấn đề chuyển vận linh cữu thì không có cách gì làm nổi. Hoàng Chân nói, ngoài ra còn có một cách là đem hài cốt của lệnh tôn xuống dưới hợp táng với lệnh đường. Nhưng di hài của lệnh tôn đã an táng bao nhiêu lâu rồi, nay bỗng dưng lại đồng chạm tới tôi e không tiện. Thấy lời nói đó hợp tình hợp lý lắm, Thanh Thanh lo quá khóc lóc và hỏi. Vậy biết làm thế nào bây giờ? Hoàng Chân nói. Theo ý tôi thì bây giờ chỉ có cách hỏa thiêu di thể của lệnh đường, rồi đưa đống cho hài cốt lên trên đỉnh núi an táng, là thuận tiện và hoàn hảo hơn cả. Tuy không muốn làm như thế, nhưng Thanh Thanh cũng không nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn, đang phải ngậm lệ gật đầu. Thế là mọi người đi nhặt củi và cỏ khô, hỏa thiêu di hài của Ôn Nhi. Từ thuở lọt lòng mẹ, rồi từ bé đến lớn, Thanh Thanh hoàn toàn sống trong một đại gia đình luôn chỉ độc có những tình cảm lạnh lùng và vô tình bao vây xung quanh. Ngoài người mẹ ra không có một người nào thật tâm thương yêu nàng cả. Suốt ngày, chỉ bị người ta nhạo báng, chế giễu và khinh khi, vì vậy nàng mới có những tánh nết quái dị như thế. Bây giờ trông thấy người mà nàng yêu mến nhất đời dần dần tiêu tan trong đống lửa hồng, nàng mới quá thương cảm mà phục xuống đất khóc lóc thảm thiết. Mọi người biết không thể nào khuyên can và an ủi nổi, đành để cho nàng khóc lóc cho thật đã đời, như thế mới có thể làm tan hoặc vơi bớt đi một phần nào những sự tấm tức, nhớ thương trong lòng. Vào trong miếu đổ nát, kiếm được một cái hũ sành, chờ cho đống lửa tắt hẳn, Thừa Chí nhặt hài cốt bỏ vào, đoạn vái hai vái, miệng lẩm nhẩm khấn. Xin bác cứ yên tâm, thế nào cháu cũng đưa cho hài cốt này lên trên đỉnh núi Hoa Sơn an táng, cháu quyết không phụ lời phó thác của bác. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Hoàng Châu bảo Thừa Chí rằng chúng ta phải đem số vàng này đến trấn Cửu Giang tỉnh Giang Tây. Sấm Vương đã phái rất nhiều anh em liên lạc khắp các tỉnh Giang Tôn, Chiết Giang, Giang Tây, Hà Nam để chờ đợi lúc Trung Nguyên khởi sự là phía Nam cũng khởi nghĩa hưởng ứng. Viên sư đệ cướp lại được số vàng này thật là công của sư đệ lớn lắm. Thanh Thanh nói, quả thật tiểu muội không biết số vàng này lại quan trọng như vậy. Nếu không có hai vị đại ca ra cướp lại, có phải đã làm lỡ hết đại sự Sấm Vương rồi không? Thôi Hy Mẫn nói, quý hồ cô biết được là may mắn lắm rồi. Không bao giờ chịu thua ai bằng lời nói nào cả, Thanh Thanh trả đũa ngay.
nếu Hoàng đại ca không thân chinh hộ tống số vàng này em e rằng dọc đường còn xảy ra nhiều chuyện nữa đấy. Lời nói đó ám chỉ Hy Mẫn và Tiểu Tuệ đã bất lực, hộ tống không nổi số vàng này, nên mới để cho nàng cướp được. Hy Mẫn định trả lời chỉ trích lại, nhưng Hoàng Chân đã ra lệnh ngầm bằng mắt cấm không cho hắn được nói nữa. Một lát sau, Hoàng Chân nói với Thừa Chí và Thanh Thanh. Viên sư đệ và Ôn cô nương không bận việc gì, cùng đi cả với chúng tôi tới Cửu Giang cho vui. Thừa Chí đáp. Tiểu đệ muốn lên Nam Kinh chào sư phụ, xem sư phụ có sai bảo gì không. Và cũng nhân tiện đi thăm Thôi Thúc Thúc một thể. Sư phụ và chú Thôi Sơn đã trở về Thiểm Tây rồi. Lúc này quân vụ khẩn cấp lắm. Việc Sấm Vương Đại tấn công, chỉ nội nay mai là phát động rồi. Thừa Chí giật mình nghĩ thầm, đó là thời cơ thuận tiện để trả thù cho cha ta đây. Mắt đỏ ngầu, chàng nói. Nếu vậy, tiểu đệ phải về ngay Thiểm Tây yết kiến sư phụ, không đi Cửu Giang nữa. Đại ca nghĩ sao? Chàng rất tôn trọng sư huynh nên việc gì cũng phải hỏi qua ý kiến sư huynh trước. Hoàng Chân nói. Sấm Vương Đại cử tấn công cần dùng rất nhiều nhân tài. Tài ba lỗi lạc như sư đệ, nếu ra phò tá Sấm Vương thì còn gì tốt bằng. Sau này, vì dân diệt trừ gian tặc, chú sẽ phải vất vả nhiều. Xin đại sư huynh dạy bảo cho. Chú lễ phép quá, thôi chúng ta hãy tạm biệt nhau tại nơi đây. Hoàng Chân nói xong, quay đầu đi luôn, Hy Mẫn cũng chào bái biệt sư thúc. Tiểu Tuệ nói với Thừa Chí. Thừa Chí đại ca, chúc anh lên đường mạnh giỏi. Thừa Chí gật đầu, nói. Tôi xin gửi lời hỏi thăm thím an, chúc cô thường lộ bình an. Má em vẫn nhắc nhở tới anh luôn, nếu biết anh trở nên vạm vỡ và tài hoa thế này, má em thế nào cũng vui sướng khôn xiết tả. Thôi, em đi đây. Vái chào Thừa Chí xong, Tiểu Tuệ vội vàng đuổi theo Hoàng Chân và Hy Mẫn cùng đi về phía nam. Vừa đi, nàng vừa quay đầu lại với tay chào, Thừa Chí cũng giơ tay chào lại, cho tới khi khuất bóng ba người mới thôi. Thanh Thanh, hừ, một tiếng rồi nói. Sao anh không đuổi theo với tay chào nữa đi? Thừa Chí đứng ngẩn người giây lát, không hiểu ý nghĩa lời nói móc của nàng. Thanh Thanh lại nói. Sao anh không theo cô ta đi, mà cứ vẩn vơ luyến tiếc mãi không dứt thế này? Thừa Chí lúc này mới hay, vì lẽ đó mà nàng tức giận, liền vừa cười vừa nói. Hồi nhỏ tôi ngộ nạn, được má cô ta cứu giúp. Tôi và cô ta quen biết nhau từ hồi còn nhỏ và cũng vui chơi một nơi, vẫn quý mến nhau như anh em một nhà. Thanh Thanh càng tức giận thêm, cầm một hòn đá, cứ đập bừa vào thềm đá, đom đóm lửa bật tung lên. Một lát sau, nàng liền nói kháy rằng. Thế mới gọi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ tuổi còn thơ chứ gì. Cảm thấy tính nết cô nọ bướng bỉnh, không thể dùng lý lẽ khuyên can nổi, Thừa Chí chỉ có cách làm thinh. Thanh Thanh giận dữ nói. Tại sao anh với cô ta chuyện trò tươi cười như thế? Mà với em thì cứ lì lì chẳng nói chẳng rằng. Tôi vẫn vui vẻ trò chuyện đấy chớ. Phải má người ta tốt lắm, lúc anh còn nhỏ đã cứu anh, thương anh. Còn tôi thì không có má như người ta. Nói tới đó Thanh Thanh lại để cho giọt lệ tuôn rơi. Thừa Chí vội khuyên giải rằng. Thôi cô đừng nên dở cái tánh tiểu thơ ra nữa. Chúng ta cần phải bàn định xem sau này chúng ta phải làm những gì. Mặt đang nhợt nhạt bỗng dưng đỏ liền, Thanh Thanh nói. Còn bàn định cái gì nữa? Anh thì đuổi theo em Tiểu Tuệ. Còn tôi, kẻ đau khổ này, sẽ đi phiêu bạt nơi chân trời góc biển. Thừa Chí không biết trả lời ra sao, trong lòng suy tính, bây giờ làm thế nào mà xếp đặt cho cô bé trẻ tuổi này được yên ổn. Quả thật là nan giải. Thấy chàng không nói năng gì cả, Thanh Thanh đứng dậy, bưng luôn cái chín đựng cho hài cốt của mẹ, quay đầu đi thẳng. Thừa Chí vội hỏi. Em đi đâu thế? Thanh Thanh nói. Anh để mặc tôi. Nàng cứ theo phương Bắc mà đi, bất đắc dĩ Thừa Chí đành phải theo sau. Suốt dọc đường, nàng không nói năng nửa lời, Thừa Chí có ý gợi chuyện, nàng vẫn làm thinh như thường. Khi tới trấn Kim Hoa, Thanh Thanh mua mũ và quần áo, cải trang đàn ông. Biết nàng ra đi vội vàng, bên người tất không sẵn tiền, nhân lúc nàng đi phố, Thừa Chí nhét hai thoi vàng vào trong bọc áo của nàng.
Khi trở về, nàng lại đem vàng sang trả chớ không chịu lấy. Đêm hôm đó, nàng làm đào trích trộm được 500 lạng bạc tại một nhà phú hộ nọ. Sáng hôm sau, vụ án đó đã đồn khắp thành Kim Hoa. Thừa Chí biết nàng đã ra tay hành động, chỉ có chau mày lắc đầu, chớ không dám trách móc nàng nửa lời. Dù là người có võ công thượng thẳng thật, nhưng đối phó với một cô gái khó tánh như vậy, Thừa Chí cũng phải bó tay chịu hàng. Muốn dùng lời lẽ êm dịu để van lơn nàng thì chàng không muốn mất sĩ diện như thế. Còn bỏ mặc nàng, không đếm xỉa tới nữa, Thừa Chí không đành nhẫn tâm để cho một thiếu nữ cô đơn phải đi lang bạt giang hồ. Nghĩ lui nghĩ tới, chàng không biết làm thế nào cho phải. Hôm đó, hai người rời khỏi thành Kim Hoa, đang đi về thành Nghĩa. Ôn Thanh Thanh hậm hực đi trước, Thừa Chí vẫn léo đéo theo sau. Bỗng mây đen kéo tới, hai người đều biết trời sắp mưa to, vội rào cẳng đi cho mau. Nhưng mới đi được năm dặm, mưa đổ xuống như thác nước. Thừa Chí tánh cẩn thận, lúc nào cũng đem theo chiếc dù. Còn Thanh Thanh ngại cầm dù phiền phức, nên không đem theo, đành phải dở khinh công ra chạy. Bực nhất hai bên đường không có đình miếu gì cả. Thấy nàng dùng khinh công phóng chạy, Thừa Chí cũng phải rào cẳng đuổi theo. Khi tới cạnh nàng, liền đưa dù cho nàng dùng nhưng nàng đẩy dù ra không cầm. Thừa Chí nói, chú Thanh, chúng ta là anh em kết nghĩa, đã thề sống chết có nhau, họa phúc cùng chịu, tại sao bây giờ chú lại giận anh như thế? Thấy chàng nói như vậy, Thanh Thanh bớt giận trả lời. Anh muốn tôi không giận, phải nghe theo tôi một điều này. Chú cứ nói đi, 10 điều anh cũng xin theo. Từ nay trở đi anh không được gặp mặt An cô nương và má cô ta nữa. Nếu anh nhận lời em xin lỗi anh ngay. Nói xong, nàng nhếch mép cười liền. Thừa Chí khó xử quá, chàng nghĩ thầm, mẹ con nàng Tiểu Tuệ có ơn với mình, sau này thế nào ta cũng kiếm cách báo đền. Nay vô duyên, vô cớ tránh mặt không gặp người ta, như thế sao được? Chàng là người thật thà trung thành, không thể lừa dối nàng mà cứ nhận bừa đi cho được êm chuyện. Vì vậy, chàng phân vân không biết trả lời thế nào cho phải. Thấy thế, Thanh Thanh dở mặt liền. Tôi biết mà, có khi nào anh nỡ bỏ em Tiểu Tuệ của anh? Nói xong, nàng lại quay đầu chạy thẳng. Thừa Chí vội gọi. Chú Thanh, chú Thanh. Thanh Thanh cứ cắm đầu chạy, không chịu đứng lại. Chạy được một quãng, thấy bên đường có cái đình nghỉ mát, nàng chạy thẳng vào. Thừa Chí cũng chạy theo vào. Trời nóng nực, nàng lại mặc áo đơn rất mỏng, nay bị nước mưa ướt đẫm áo quần dính sát vào người, trông rất khó coi, nàng xấu hổ quá, cục đầu xuống lan can đình vừa khóc vừa kêu gào. Anh cứ bắt nạt tôi, anh cứ bắt nạt tôi. Thừa Chí nghĩ là thật, mình có bắt nạt nàng hồi nào đâu. Tuy vậy, chàng vẫn chịu đựng không cãi lại, cởi áo dài ra, phủ lên trên người nàng. Nhờ chiếc dù áo chàng không bị ướt, nghĩ đến cái chết bi đát của mẹ nàng, nàng lại càng khóc lớn hơn trước. Thừa Chí cuống quýt cả lên, không biết làm thế nào cho phải. Một lát sau, mưa tạnh dần, Thanh Thanh vẫn khóc không dứt. Nàng đưa mắt nhìn trộm thì Thừa Chí đang nhìn mình, vội quay đầu tiếp tục khóc như trước. Thừa Chí đành liều không nói gì nữa, và nghĩ thầm thử xem cô có bao nhiêu nước mắt nào. Hai người đang cầm cự không ai chịu đấu dìu trước, bỗng có tiếng chân ở phía bắc đi tới. Một thanh niên nhà nông đỡ một thiếu phụ đi vào trong đình. Thiếu phụ đó đang đau ốm, rên rỉ luôn mồm. Nông dân nọ hình như là chồng nàng, ra vẻ rất thương vợ, cứ an ủi luôn mồm. Thấy có người lạ vào, Thanh Thanh vội nín ngay. Thừa Chí sực nghĩ ra một kế, ta thử cách này xem. Một lát sau, đôi vợ chồng nhà nông đỡ nhau đi ra khỏi đình. Thanh Thanh thấy mưa đã tạnh hẳn, đang định sửa soạn đi, Thừa Chí bỗng kêu. Ối chà, ối chà. Thanh Thanh giật mình sợ hãi, quay đầu lại, trông thấy chàng đang ôm bụng ngồi xùm xuống, vội chạy lại xem. Nhờ nội công tinh xảo, Thừa Chí chỉ vần hơi một cái là đầu trán mồ hôi chảy ra như tắm. Thanh Thanh sợ quá, vội hỏi. Làm sao thế, anh đau bụng đấy à? Thừa Chí nghĩ thầm, đã giả bộ thì phải giả bộ tới cùng. Nghĩ đoạn, chàng vần lại hơi làm bế tắc các yếu huyệt lại, Thanh Thanh sờ tay chàng thấy lạnh như sắt đá, càng hoảng sợ thêm. Thấy Thừa Chí bỗng đau nặng, Thanh Thanh sợ hãi quá, vội hỏi.
Anh làm sao thế? Đau ở đâu? Thừa Chí chỉ rên ầm ý, chớ không chịu trả lời nàng. Lo sợ quá, Thanh Thanh lại khóc. Thừa Chí nói, chú Thanh ơi, bệnh của tôi không khỏi được đâu. Chú để mặc tôi, chú cứ lên đường một mình đi. Sao bỗng tự dưng anh lại đau thế này? Thừa Chí làm ra bộ yếu hơi yếu sức trả lời. Từ thuở nhỏ tôi có chứng bệnh là không thể nào chịu nổi sự tức tối được. Nếu ai làm tôi bực mình, lo nghĩ một cái là đau tim đau bụng liền. Ôi trời ơi! Đau quá! Chết mất thôi! Lúc này, không còn để ý tới, nam nữ thọ thọ bất thân, nữa Thanh Thanh ôm choàng lấy chàng, xoa ngực xoa bụng luôn tay. Bị nàng ôm như vậy, Thừa Chí ngượng quá, đành phải để yên, chớ không dám kháng cự, Thanh Thanh vừa khóc vừa nói. Thừa Chí đại ca ơi, do em mà nên cả, xin anh đừng giận em nữa. Thừa Chí nghĩ, nếu ta không tiếp tục giả bộ, nàng sẽ cho ta là người không đứng đắn, mượn thế cầu lời. Đã cưỡi trên lưng hổ, chàng đang phải cúi đầu rên rỉ. Có lẽ tôi chết mất, chú chôn cất tôi xong, làm ơn báo tin cho đại sư huynh tôi hay. Càng giả dạng, càng làm như thật, chàng cứ phải cố nhìn cho khỏi phì cười. Thanh Thanh vẫn khóc. Anh không thể chết được. Anh có biết đâu, em giả bộ hờn giận để chọc tức anh đấy chớ. Sự thật, lòng em vẫn yêu anh. Nếu anh chết, em cũng không thể nào sống được nữa. Thừa Chí kinh hãi nghĩ thầm, thế ra, nàng đã yêu ta. Đây là lần đầu tiên mà chàng được hiểu thế nào là hương vị của ái tình, nên trong lòng chàng có một cảm giác lạ lùng, là vui mừng và cũng là xấu hổ. Vì vậy, chàng cứ ngây người ra, không nói nửa lời. Tưởng chàng sắp chết đến nơi thật, nàng càng ôm chặt lấy chàng, miệng thì kêu gọi. Đại ca đừng chết. Ngửi thấy hơi thở của nàng thơm của hoa lan, chàng buông nhún người tựa vào lòng nàng, ngây ngất như kẻ mất hết hồn vía. Nhưng chàng giật mình tỉnh ngộ ngay, tự bảo thầm thù cha chưa trả, không thể nào nghĩ tới tình yêu được. Và là ta là đại trượng phu quanh minh chánh đại, không nên lừa gạt một thiếu nữ yếu đuối như thế. Lúc ấy, Thanh Thanh lại gọi. Em tức giận giả dối đấy, anh đừng có cho là thật. Thừa Chí cả cười rồi nói. Tôi cũng ốm đau giả dối đấy, em đừng có cho là thật. Thanh Thanh ngẩn người giây lát bỗng đứng dậy, tát luôn một cái. Bị đánh mạnh quá, mắt Thừa Chí hoa lên, chỉ trông thấy những tia lửa. Thanh Thanh ôm mặt cúi đầu đi liền. Thừa Chí ngơ ngác không hiểu tại sao, nghĩ thầm, vừa rồi, nàng nói yêu ta lắm, nếu ta chết nàng cũng không thể sống. Sao bỗng dưng nàng dở mặt đánh ta như vậy? Chàng không hiểu thấu tâm sự của nàng, cứ đi theo sau. Tát chàng một cái, cơn giận đã dịu bớt hẳn, nàng cảm thấy khoái vô cùng. Trông thấy má bên trái của chàng đỏ gay và hiện rõ vết năm ngón tay của mình, Thanh Thanh rất ân hận nhưng cũng khoái chí nữa. Nghĩ tới đã vô ý thổ lộ hết tâm sự với chàng, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu. Chiều tối hôm đó, đi tới Nghĩa Ô, nàng vào trò một khách điếm, rồi ra ăn cơm. Thừa Chí cũng ngồi vào bàn ăn đó, Thanh Thanh mỉm cười. Cứ mặc đây đi theo sát người ta thế này thật đáng ghét quá. Thừa Chí sờ má rồi nói. Bụng tôi đau là đau giả hiệu, còn cái má này mới đau thật sự. Thanh Thanh khoái chí cười ồ, thế là hai người lại hòa hảo như trước. Cơm xong, trò chuyện phiếm một lúc, rồi ai về phòng người nấy ngủ. Thấy chàng đối xử với mình hòa nhã và có lễ độ như vậy, Thanh Thanh mừng thầm. Sáng ngày hôm sau, vừa ngủ dậy, Thừa Chí nói. Chú Thanh, việc thứ nhất chúng ta phải làm là đưa hài cốt bác gái lên núi Hoa Sơn an táng. Vâng, nhưng tại sao anh tìm ra được di cốt của ba em thế? Chuyện này để khi đi đường, tôi nói cho mà nghe. Hai người đi về phía bắc, Thừa Chí đem chuyện con đười ươi, khi đột làm thế nào tìm thấy hang núi, rồi chàng vào trong hang, trông thấy xương cốt, đào thấy hộp sắt và họa đồ, vân vân, kể cả cho nàng nghe. Thừa Chí vừa kể tiếp tới chuyện Trương Xuân Cửu và tên hòa thượng, Thanh Thanh liền rùn mình sợ hãi nói. Tên Trương Xuân Cửu là đồ đệ của ông Tư Em, tánh rất gian ác. Còn tên hòa thượng đó có phải giữa mặt có cái thẻo không? Phải chính y đấy. Tên y là Ngộ Ân, đồ đệ của ông Hai Em.
Từ khi ba em mất tích, các ông em phái mười mấy đệ tử đắc lực đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Cứ cách ba năm, chúng phải về báo cáo một lần. Hai tên ấy độc ác, gian xảo, khôn tả. Chúng chết như vậy thật là đáng lắm. Ba em mất rồi mà còn dùng kế giết được kẻ địch, thật là tài ba quá. Sau khi họ biết tôi có chút liên quan với bác trai, thế nào chúng cũng sẽ lùng kiếm tôi thật giáo giết. Nhưng họ có đủ tài hạ nổi anh đâu mà anh phải lo ngại. Nếu ba em còn sống, trông thấy anh đánh họ tơi bời như vậy, thế nào cũng mừng lắm. Ừ, phải đấy, má em đã trông thấy, thế nào cũng kể lại cho ba em hay, anh đưa cho em xem bút tích của ba em. Thừa Chí đưa bức họa đồ cho nàng xem, rồi nói: đây là vật của ba chú để lại, tôi trao trả cho chú mới phải. Trông thấy bút tích của Kim Xà Lang Quân, Thanh Thanh vừa đau lòng, vừa vui mừng. Từ đó, hễ đến nơi nào nghỉ chân là nàng lấy bức họa đồ ra xem và vuốt ve. Một hôm, đi tới Tùng Giang, Thanh Thanh bỗng hỏi: đến Nam Kinh, chúng ta hãy đi đào bảo vật trước nhé. Thừa Chí ngạc nhiên: bảo vật nào? Thanh Thanh nói: bức họa đồ của ba em chẳng nói rõ, chồng bảo chi đồ, là gì? Ba em còn dặn, người nào tìm kiếm được vật báu phải tặng lại cho má em 10 vạn lạng vàng. Như vậy, những bảo vật chôn giấu kia tất phải quý giá lắm. Ngẫm nghĩ giây lát, Thừa Chí đáp: tuy vậy nhưng chúng ta hãy nên làm việc chánh đáng của ta trước đã. Lúc này, trong lòng chàng chỉ muốn gặp sư phụ xong là đi báo thù cho cha ngay. Thanh Thanh nói: bây giờ đã có sẵn họa đồ, chúng ta đi kiếm ngay số châu báu kia, em thiết tưởng chả mất bao nhiêu thời giờ của chúng ta đâu. Chúng ta lấy được châu báu, vàng bạc bây giờ để làm gì? Chú Thanh, tôi khuyên chú nên thay đổi hẳn tâm tính, đừng nên tham vọng vào những của báu ấy. Tiếp theo đó, chàng còn khuyên Thanh Thanh một hồi nữa. Nàng bực mình, bĩu môi, phồng mồm, hờn giận và không ăn cơm chiều. Thanh Thanh nói: đại ca, em mới lấy có 2.000 lạng vàng của Sấm Vương mà họ đã lo sợ đến nỗi phải nhờ đại sư huynh của anh thân trinh đi lấy lại. Tại sao Sấm Vương lại keo kiệt đến thế? Sấm Vương có phải là người keo kiệt như chú tưởng đâu. Anh đã được gặp ông ta rồi, là người rất khinh tài trọng nghĩa, ông ta chỉ lo giải trừ đau khổ cho dân chúng. Còn riêng ông ta thì rất tiết kiệm, đó mới thật là đại anh hùng, đại hào kiệt. Số vàng 2.000 lạng đó, ông ta đang cần dùng tới, tất nhiên không khi nào chịu để cho mất đi một cách dễ dãi như thế. Thanh Thanh nói: anh nói rất phải, nếu chúng ta dâng cho ông ta 2 vạn lạng vàng, hoặc là 200 vạn lạng vàng, 2.000 vạn lạng vàng. Anh bảo như thế có nên không? Một lời cảnh tỉnh Thừa Chí, chàng mừng quá, quên cả phép tắc, nắm chặt lấy hai tay Thanh Thanh. Chú Thanh, tôi thật u mê quá. May là có chú nhắc nhở cho, thật cảm ơn chú quá. Thanh Thanh rút tay lại, trả lời: em không dám, sau này chỉ mong anh ít chửi bới là em được mãn nguyện lắm rồi. Thừa Chí vội cười nịnh: nếu chúng ta đào được số vàng bạc châu báu đó, đem đến cho Sấm Vương thì không khác gì chúng ta đã ban ân huệ cho dân chúng. Hai người ngồi bên bờ đường, dở họa đồ ra xem cho kỹ, thấy trong họa đồ có vẻ một khuyên đỏ, bên cạnh có chú thích Ngụy Quốc Công Phủ, bốn chữ. Thừa Chí nói: bảo tàng ở dưới đất một căn phòng hoang trong phủ Ngụy Quốc Công, đào xuống khá sâu, mở tấm phản bằng sắt lên, thấy 10 chiếc hòm bằng sắt rất lớn. Đó là những hòm vàng bạc châu báu đấy. Bây giờ, chúng ta tới Nam Kinh kiếm được Ngụy Quốc Đồng Phủ là lấy được kho tàng đó ngay. Ngụy Quốc Công là phong hiệu của đại tướng quân Từ Sử. Ông ta là vị đại thần có công nhất với bổn triều. Vậy thì phủ của ông ta phải to lớn lắm. Dù vào được trong phủ, chúng ta đào lấy kho tàng cách xù ấy cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ chúng ta cứ đoán suông, tính háo mãi cũng vô cùng. Chi bằng hãy tới Nam Kinh trước, rồi tùy cơ ứng biến sau. Mấy ngày sau, hai người đã đi tới thành Nam Kinh. Nơi đây thành phố lớn nhất nước Trung Hoa, và cũng là chỗ khai cốt kiến lập thủ đô của Minh Thái Tổ. Ngoài thành lại có các lăng tẩm của các vua chúa triều nhà Minh. Lúc này, tuy gặp thời loạn, Nam Kinh vẫn phồn hoa vô cùng. Hai người giả dạng nhân đến Nam Kinh thăm bạn, vào nghỉ chân trong một khách điếm.
Thừa Chí gọi Phổ Kỳ vào, hỏi thăm đường lối đi Ngụy Quốc Công phủ. Phổ Kỳ ngơ ngác trả lời là, Nam Kinh không có phủ Ngụy Quốc Công. Thanh Thanh nổi giận, mắng chửi liền. Ngụy Quốc Công là đệ nhất đại công thần của bốn triều, sao lại không có quốc công phủ? Phổ Kỳ trả lời, nếu là có thì mời tướng công cứ đi tìm kiếm, tiểu nhân quả thật không hay biết. Thấy Phổ Kỳ cái bướng, Thanh Thanh giơ tay định đánh. Thừa Chí vội cản lại. Phổ Kỳ lẩm bẩm đi ra liền. Tìm kiếm 7-8 ngày liền, hai người vẫn chưa tìm thấy quốc công phủ. Nóng lòng báo thù, Thừa Chí định tạm gác sang một bên không tìm kiếm nữa. Nhưng Thanh Thanh cứ cương quyết không chịu. Hai người lại dò hỏi thêm 5-6 ngày, ai ai cũng nói con cháu của tứ đại tướng quân hiện được lập phong vương tước giữ binh quyền thành Nam Kinh, vương phủ của vương tước đang ở mới xây dựng mấy năm, chớ không ai biết Ngụy Quốc Công là gì cả. Thanh Thanh liền đề nghị nên vào vương phủ dò thám xem. Thừa Chí cực lực phản đối và giải thích rằng, vương phủ đó mới xây, bảo rằng nhất định không có ở trong đó. Mà dù kho tàng có ở trong đó đi nữa, sức hai người làm sao lấy nổi số châu báu lớn lao ấy. Lỡ để cho vương tước biết tin, cho người đào lấy, có phải là mất chỗ kho tàng ấy không? Thấy chàng nói có lý, Thanh Thanh đành phải nghe theo. Hôm đó, hai người mướn chiếc thuyền đi chơi sông Tần Hoài cho đỡ buồn. Thừa Chí nói, chúng ta tìm kiếm thêm một ngày nữa, nếu không thấy là chúng ta phải bỏ đi đấy nhé. Không, phải kiếm thêm 3 ngày nữa cơ. Lúc ấy, trên mặt sông tiếng đàn ca hát nổi lên khắp nơi, Thanh Thanh cao hứng uống vài chén rượu, hai má đỏ bừng, dưới ánh sáng đèn trông nàng càng xinh đẹp thêm. Thừa Chí cười nói, thôi được tôi bằng lòng 3 ngày vậy. Thấy thuyền bên cạnh đang có tiếng ca hát véo von, Thanh Thanh cao hứng vì hơi rượu đã bốc, vừa cười vừa nói với Thừa Chí. Đại ca, chúng ta cũng gọi hai cô đào đến ca hát cho vui nhé. Là người quân tử thấy Thanh Thanh đề nghị gọi kỹ nữ hầu rượu, Thừa Chí mặt đỏ bừng, trả lời. Chú uống say rồi phải không? Sao bỗng dưng lại muốn bậy bạ như thế? Các phu thuyền chỉ mong khách du ngoạn gọi kỹ nữ hầu rượu và ca hát để được kiếm thêm tiền hoa hồng, liền lên tiếng. Các tướng công đến sông Tần Hoài chơi đều kêu gọi các cô hầu rượu. Nếu tướng công quen biết cô nào, xin cho biết để cháu đi mời. Thừa Chí vội xua tay lia lịa. Không, không gọi đâu. Thanh Thanh hỏi. Trên sông này có những cô nào nổi tiếng nhất? Phu thuyền đáp. Thưa tướng công, ở sông Tần Hoài này có 4 cô là Điền Ngọc Kính, Liễu Như Thị, Đồng Tiểu Uyển và Lý Hương Quân là nổi danh nhất. Cô nào cũng giỏi thơ phú, viết chữ đẹp đều được nổi tiếng là nữ tú tài. Thanh Thanh nghĩ ngợi giây phút rồi mới nói. Bác mời hộ tôi hai cô Liễu Như Thị và Đồng Tiểu Uyển. Phu thuyền rụt đầu thè lưỡi đáp. Có lẽ tướng công lần đầu tiên đến thành Kim Linh này chắc. Thanh Thanh hỏi. Mới đến thì sao? Những cô nổi danh ấy chỉ kết giao với vương tôn công tử và nho sĩ thôi, chớ những nhà buôn muốn gặp mặt các cô ấy dù có cho người gánh núi vàng núi bạc đi thỉnh chưa chắc đã mời được các cô ấy tới. Thanh Thanh nổi giận. Thân làm kỹ nữ mà họ cũng làm bộ làm phách đến thế à? Phu thuyền lại nói. Sông Tần Hoài này còn nhiều cô khác cũng đẹp, cũng tài ba, để cháu mời hai cô tới hầu hai vị tướng công nhé. Thừa Chí nói, hôm nay chúng tôi có việc bận sắp phải đi ngay, mai mốt chúng tôi trở lại du ngoạn, sẽ nhờ bác thỉnh giúp hộ các cô ấy. Thanh Thanh cười nói, em còn muốn ở lại chơi thêm lát nữa. Nói đoạn, nàng quay lại dặn bảo phu thuyền rằng, bác cứ đi thỉnh hộ tôi. Người phu thuyền chỉ mong được khách dặn bảo như vậy, y liền cất cao giọng gọi vài tiếng. Một lát sau, một chiếc thuyền hoa ở bên bờ trèo tới. Hai kỹ nữ vào hành có nhan sắc bắc cầu bước sang cúi đầu vái chào Thừa Chí và Thanh Thanh. Tỏ vẻ ngượng nghịu, Thừa Chí vội đứng dậy đáp lễ lại. Thấy chàng có vẻ quê mùa cục mịch như vậy, Thanh Thanh buồn cười quá, nhưng cứ phải cố nhìn. Hai kỹ nữ đó chỉ là hàng tầm thường, một nàng thổi sáo và một nàng ca một bản tiểu khúc có thế thôi. Cảm thấy khó nghe, Thanh Thanh cứ cau mày lắc đầu. Thừa Chí khẽ oán trách. Chú càng quấy rầy càng không ra cái thể thống gì. Thanh Thanh vừa cười vừa khẩn khoản.
mắng chửi như thế đã đủ chưa? Để em thổi một bản tiêu anh nghe nhé. Nói xong, nàng mượn chiếc sáo của nàng kỹ nữ, lấy khăn tay thấm rượu, lau chùi sạch sẽ miệng ống sáo, rồi mới kề miệng thổi. Quả thật âm điệu khác hẳn với nàng kia. Khi còn ở Thạch Lương, Thừa Chí đã được thưởng thức tiếng thổi ấy rồi. Còn hai nàng kỹ nữ kia, nghe thấy nàng thổi hay quá, đều ngẩn người ra nghe. Trong lúc mọi người đang nghe Thanh Thanh thổi sáo, không để ý tới một chiếc hoa thuyền lớn vừa trèo đến sát bên, rồi bên có tiếng cười ha hả và tiếng nói thật lớn vọng sang. Thổi hay quá, hay quá. Vừa dứt lời khen, đã có ba người nhảy sang. Thấy có người đến quấy nhiễu, Thanh Thanh liền nổi giận, để ống tiêu xuống, liếc mắt nhìn thấy người đi đầu cầm quạt phe phẩy, mặc tơ gấm vóc, chạc độ 30 tuổi, mày rậm mắt nâu, mặt ngang phè phè. Hai người theo sau là Gia Đinh, tay cầm đèn lồng, trên đề ba chữ Tổng Đốc Phủ. Thừa Chí vội đứng dậy chắp tay chào nghênh đón. Hai nàng kỹ nữ đã quỳ xuống và lạy. Thanh Thanh vẫn cứ ngồi yên như trước, vừa cười vừa bước vào trong khoang thuyền, người đi đầu lên tiếng nói. Tôi sang quấy phá thế này thật không phải. Nói xong y bệ vệ ngồi xuống, Thừa Chí hỏi. Xin ngài cho biết quý tánh đại danh. Người nọ chưa trả lời, một kỹ nữ đã vội vã giới thiệu. Thưa tướng công, Mã công tử là công tử Tổng Đốc Phủ Phùng Dương đấy à? Mã công tử không thèm hỏi lại tên họ của Thừa Chí, chỉ lim dim đôi mắt, nhìn chòng chọc vào mặt Thanh Thanh, rồi vừa cười vừa nói. Cậu ở đâu vào thế? Thổi tiêu hay đến thế là cùng. Sao không lại đây hầu hạ đại gia? Hà, hà, hà. Thấy y cho mình là hàng giòn bát, Thanh Thanh cao mày định dở mặt thì Thừa Chí đưa mắt ra hiệu, bảo nàng hãy nên chịu đựng, rồi nói. Chú ấy là em tôi. Chúng tôi đến Nam Kinh này thăm bạn. Mã công tử hỏi. Thăm bạn nào, hôm nay gặp gỡ nơi đây làm bạn với tôi, cam đoan hai người khỏi phải lo ăn lo mặc. Tuy trong lòng căm giận vô cùng, nhưng Thừa Chí vẫn cố nén không để lộ ra mặt liền hỏi. Mã sĩ anh đại nhân với các hạ là thế nào? Mã công tử đắc chí đáp. Ông ta là chú tôi. Lúc ấy bên thuyền lại có một người nữa bước sang. Người đó, đầu chồn mắt chuột để hai cái ria nhỏ cúi đầu chào xong, liền cười nói với Mã công tử. Thưa công tử, chú em này thổi tiêu hay lắm phải không? Nhìn thấy dáng điệu của y, Thừa Chí đoán ngay người đó là quân sư của họ Mã. Mã công tử nói. Cảnh Đình, anh lại đây nói cho họ hiểu đi. Người đó, họ Dương tên Cảnh Đình, liền nói với Thừa Chí và Thanh Thanh rằng. Mã công tử, chúng tôi đây là cháu ruột của Phùng Dương, Tổng Đốc Mã Đại Nhân, là người rất hào phóng, hay kết bạn bè. Mã Đại Nhân thương yêu công tử, coi như con đẻ vậy. Chú em nên đến phủ ở với Mã công tử, tôi cam đoan, chú muốn gì được nấy. Thấy họ ăn nói một cách vô lễ như vậy, Thừa Chí sợ Thanh Thanh nổi giận. Ngờ đau, Thanh Thanh lại hớn hở tươi cười đáp. Còn gì tốt hơn thế nữa? Vậy chúng ta lên bờ đi ngay đi. Như là được vận báo từ trên trời rơi xuống, Mã công tử liền giơ tay ra kéo Thanh Thanh rụt tay lại, vừa cười vừa đẩy một kỹ nữ vào lòng y. Thừa Chí ngạc nhiên quá, chỉ làm thinh chứ không dám nói năng gì. Thanh Thanh đứng dậy nói với Mã công tử rằng. Còn hai cô nàng và phu thuyền đây, để muốn tặng cho mỗi người 5 lạng bạc. Mã công tử đáp. Vấn đề này để tôi phụ trách. Các người, ngày mai đến phòng chi thu trong phủ lãnh tiền nhé. Thanh Thanh nhếch mép cười nói. Thưởng cho họ ngay bây giờ có hơn không? Mã công tử gật đầu, ra lệnh cho Gia Đinh lấy 15 lạng bạc để lên trên mặt bàn. Phu thuyền và hai kỹ nữ chắp tay vái cảm tạ. Mã công tử cứ đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Thanh Thanh. Một lát sau thuyền đã ghé vào bờ. Dương Cảnh Đình nói. Để tôi đi gọi người đem kiệu tới. Thanh Thanh bỗng la lớn. Ôi chà! Tôi còng một thứ rất cần còn để quên ở nơi trọ, phải đi lấy ngay. Mã công tử nói. Chú trọ ở đâu, để tôi cho Gia Đinh đi lấy cho. Thanh Thanh nói. Tôi ở nhờ chùa Pháp Hoa Tần ngoài cửa thành Kim Xuyên. Thứ đó không thể nhờ ai đi lấy được. Dương Cảnh Đình dì tai Mã công tử. Phải theo dõi nó, công tử đừng để cho thằng nhỏ này lèn trốn mất.
Mã công tử gật đầu. Phải đấy. Y quay lại nói với Thanh Thanh rằng, để tôi cùng đi với chú em cho vui nhé. Nói đoạn y giơ tay ra quàng vai. Thanh Thanh tránh sang một bên, nàng vẫn tươi cười nói, không, tôi không cần công tử đi với. Thấy nàng óng ẹo làm núng, Mã công tử mất cả hồn vía, liền nói với Cảnh Đình rằng, Cảnh Đình này, nếu để cho chú em mặc quần áo đàn bà, có lẽ các thiếu nữ thành Kim Xuyên này không ai đẹp bằng. Thanh Thanh gọi Thừa Chí, thôi chúng ta đi thôi. Nói đoạn nàng khoát tay Thừa Chí đi thẳng về phía đằng trước. Công tử đưa mắt ra hiệu và cả bốn người đi theo sau. Y dạo bước đi lên ngang hàng với Thanh Thanh để trò chuyện. Những câu được câu trăng, Thanh Thanh chỉ trả lời lấy lệ để y khỏi bực mình. Mục đích của Thanh Thanh và Thừa Chí tìm quốc công phủ. Mười mấy ngày qua, hai người đã đi khắp nội ngoại thành của thành Nam Kinh này rồi, nên cả hai cũng thuộc hết các đường lối phố xá. Thấy Thanh Thanh cứ đi về phía đất hoang vắng người, Thừa Chí biết rằng nàng cố ý hạ sát mấy tên đi theo kia, liền nghĩ tuy tên Mã công tử vô hành thật, nhưng tội chưa đến nỗi phải chết. Sư phụ thường nói rằng, người học võ, không nên lạm sát những kẻ vô tội. Điều đó cũng là luật cấm của môn phái Hoa Sơn ta. Như vậy, sao lại không ngăn cản, nghĩ đoạn chàng ngừng bước nói. Chú Thanh, chúng ta đi về đi. Thanh Thanh cười nói, muốn về thì anh cứ về trước. Mã công tử cả mừng vội lên tiếng rằng, phải đấy, anh về trước đi. Thừa Chí lắc đầu thở dài, miệng lẩm bẩm nói, tên này chết đến nơi mà không tỉnh ngộ. Vừa đi vừa nói chuyện phím, đi tới một bãi tha ma, Mã công tử đã mệt thở hổn hển, hai chân mỏi nhừ, vội hỏi, sắp đến chưa? Thanh Thanh cười một tiếng thật dài, rồi đáp, tới nơi rồi. Mã công tử ngơ ngác bùng nghĩ thầm, đến bãi tha ma này để làm gì? Thấy khác ý, tên Cảnh Đình tỉnh ngộ ngay. Nhưng y tin vào bọn y có những bốn người và hai tên gia đình đi theo đó lại vạm vỡ, giỏi võ thì dù hai thư sinh yếu ớt kia có giở trò gì cũng không sợ, vừa nghĩ vừa nói. Chú em đừng đi đâu xa nữa. Chúng ta trở về phủ của công tử ăn nhậu có hơn không? Thanh Thanh cười khinh hai tiếng, Thừa Chí vội đáp, đi về ngay đi, các ông đừng có nói nhiều nữa. Ý của chàng là chỉ con đường sáng cho họ đi, nhưng bốn tên túi áo cá cơm ấy làm sao hiểu nổi. Mã công tử còn giả vờ để cầu lợi mà nói rằng, tôi mỏi mệt quá, chú em làm ơn lại đây đỡ tôi một tí. Vừa nói y vừa đi tới sát cạnh, đưa tay quàng lên vai Thanh Thanh. Thấy ánh sáng lập lòe một cái, Thừa Chí kêu to thầm, nguy to, rồi tiến lên ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Đầu của Mã công tử đã lăn lóc dưới mặt đất, máu tươi ở cổ phun ra như vòi nước. Dương Cảnh Đình và hai tên gai đinh sợ quá, đều ngẩn người như pho tượng gỗ. Thanh Thanh lại tiến lên cho mỗi tên một kiếm, thế là cả ba tên cùng chết một lúc. Thấy nàng đã chót giết một tên rồi, không giết nốt mấy tên kia chắc có hậu họa, Thừa Chí đành để yên cho nàng hành động không cản trở nữa. Lau chùi máu dính trên lưỡi kiếm xong, Thanh Thanh khoái chí cười ha hả. Thừa Chí nói, những quân vô lại này, chú chỉ nên cho chúng một bài học thôi. Hà tất phải giết như thế, kể chú cũng tàn nhẫn thật. Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt rồi đáp, em không chịu nổi những hành vi bẩn thỉu ấy. Thừa Chí nghĩ, Mã công tử vẫn ỷ thế hoành hành. Chắc y cũng hãm hại nhiều người lương thiện rồi. Y có bị giết chết như vậy cũng không oan uổng gì. Nghĩ xong, chàng nghiêm mặt nói, những quân khốn nạn này, chú có giết cũng không sao. Nhưng từ nay chú đừng giết bừa như thế này, mà lỡ giết phải một người lương thiện, tình giao hảo của chúng ta sẽ đoạn tuyệt ngay lúc đó. Thanh Thanh thè lưỡi, lắc đầu, rồi nói, vâng, từ nay em không dám thế nữa. Hai người đã bấy các xác vào trong bụi lau xong, đang định trở về khách điếm. Thừa Chí bỗng lôi tay áo Thanh Thanh một cái. Cả hai người vội lui vào phía sau một ngôi mộ ẩn núp. Tiếng động của chân người ở xa đưa đến, rồi phía đông và phía tây đều có người đi tới. Thừa Chí và Thanh Thanh trông thấy mỗi bên đều có mười mấy người, tay xách đèn lồng. Khi đến gần nhau, người bên phía đông vỗ tay ba cái, còn người bên phía tây chỉ có hai cái thôi.
Cả hai bên đều im hơi lặng tiếng, rồi ngồi quây tròn trước ngôi mộ cách chỗ ẩn núp của Thanh Thanh và Thừa Chí độ mười mấy trượng. Vì vậy bọn họ nói những gì Thừa Chí và Thanh Thanh không sao nghe được. Lòng hiếu kỳ xúi dục, Thanh Thanh định bỏ lại gần bọn người ấy, Thừa Chí vội kéo tay nàng và khẽ nói. Hãy chờ một lát đã. Sao vậy? Thừa Chí xua tay ra hiệu, bảo nàng đừng lên tiếng. Thanh Thanh chờ đợi lâu quá, nóng lòng. Lại trải qua một thời gian khá lâu, một trận gió lạnh thổi tới, bốn bề cỏ khô kêu rào rào, những cành cây rụng ở cạnh ngôi mộ đều bay múa. Thừa Chí nâng cánh tay phải của Thanh Thanh dở khinh công ra, không cần nhún nhảy, hai chân tựa như không chạm mặt đất, chỉ một hơi đã chạy được mười mấy trượng, đến phục ở sau một ngôi mộ lớn gần bọn người kia. Hành động của chàng rất nhẹ nhàng nên bọn kia không hay biết gì cả. Thấy Thừa Chí khom lưng, tay phải nâng cả người mình lên mà chân đi vẫn nhẹ nhàng không có tiếng động, khinh công của chàng đã tới chốn tuyệt bực, Thanh Thanh trong lòng mến phục vô cùng. Hai người vừa phục xuống, Thừa Chí đã vội rụt tay lại tựa như xa lánh rắn độc, giết độc vậy. Thanh Thanh nghĩ thầm, chàng quả thật là quân tử nhưng phải cái hơi hủ lậu một chút. Lúc ấy, chỉ nghe tiếng khàn khàn của một người nói. Các vị đại ca bên quý phái không quản ngại đường xá xa xôi tới đây ra tay trợ giúp chúng tôi thật cảm ơn vô cùng. Lại nghe một người khác nói. Sư phụ chúng tôi mang bình đã hơn tháng nay không đi lại được, nên phải nhờ sư thúc chúng tôi là Truy Phong Kiếm Vạn Phương dẫn chúng tôi, 12 đệ tử tới đây để mẫn lão sư sai khiến. Tiếng người nói giọng khàn khàn đáp. Lần này được sư Long Gia Tử giúp đao tương trợ, anh em chúng tôi thật cảm ơn vô cùng. Vạn sư huynh Truy Phong Kiếm tiếng tăm lừng lẫy khắp trời Nam, bây giờ ông ta thân hành đến đất Nam Kinh này, tất phải mã đáo thành công. Chúng tôi vừa thấy vạn sư huynh giá lâm, trong lòng đã yên chí ngay. Một người dòng thò thẻ lên tiếng rằng. Các bạn quá khen như vậy, tôi chỉ sợ phái điểm thương chúng tôi không giúp được gì cho họ mẫn lão sư thôi. Thừa Chí giật mình, sực nghĩ, lúc nhàn rỗi, sư phụ chàng đàm luận thiên hạ kiếm pháp có nói bốn đường kiếm phái lớn của thời bấy giờ là Võ Đăng, Côn Lôn, Hoa Sơn, và Điểm Thương, phái nào cũng có đường kiếm bí hiểm lạ thường, và có nhân tài xuất chúng. Tên họ Vạn, biệt hiệu là Truy Phong Kiếm đây, lại là tay cao thủ của phái Điểm Thương. Nay y không quản đường xá xa xôi đến tận Nam Kinh này, không biết mưu đồ đại sự gì. Ta phải nghe rõ biết bí mật của y mới được. Sau lại nghe hai người khen ngợi lẫn nhau, khách sáo vài câu. Đằng xa lại có tiếng vỗ tay, bên này có người cũng vỗ tay hưởng ứng. Một lát sau, trước sau có thêm ba nhóm người tới. Nghe họ hàn huyên, Thừa Chí mới hay những nhóm người đó là. Nhóm thứ nhất là các sư thiếu lâm từ tỉnh Phúc Kiến do thập lực đại sư hướng dẫn. Nhóm thứ hai là giặc bè ở ven bờ tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến, do 72 đảo liên minh, có ba anh em kết nghĩa, nổi danh là Trường Bạch Tam anh cả Sử Bình Quang, anh hai Sử Bính Vân, và em ba Lý Khương Càng. Càng nghe Thừa Chí càng ngạc nhiên, nghĩ thầm, những người tới tụ họp thế. Sao lại nghe người họ mẫn cảm ơn luôn miệng, và cũng hiển nhiên các người kia là do y mời tới. Thanh Thanh cũng cảm thấy hành tung của bọn người này rất lừng danh, định lên tiếng hỏi Thừa Chí. Nhưng những người đó đều là võ lâm cao thủ, chỉ hơi có chút tiếng động là họ nghe nay, nên Thanh Thanh đành phải im hơi lặng tiếng. Lúc ấy lại nghe người họ mẫn cất cao giọng nói. Tôi Mẫn Tử Hoa đây. Thừa Chí lại ngẩn người ra nghĩ thầm cái tên Mẫn Tử Hoa này nghe quen lắm. Chắc là sư phụ đã nói cho ta nghe nhưng không nhớ ra y là hàng người gì. Người họ vẫn nói tiếp. Hôm nay được quý vị sư huynh sư đệ không quản ngại nghìn non muôn nước tới đây tương trợ, xin nhận một vái của đệ. Mọi người đồng thanh đáp. Mẫn nhị ca chớ nên vái quỷ như thế. Chúng tôi đâu dám nhận. Ồn ào một lúc Mẫn Tử Hoa lại nói. Trong mấy ngày nay, trương tâm nhất sư huynh phái Côn Lôn, mấy vị đạo trưởng phái Nga Mi và mấy vị sư huynh phái Hoa Sơn cũng sẽ tới cả. Có người lên tiếng hỏi. Phái Hoa Sơn cũng có người tới ư, thế thì hay lắm, chẳng hay là môn hạ của ai thế. Thừa Chí nghĩ thầm, ngươi hỏi vừa lúc quá, ta cũng muốn hỏi vài câu về tin này. Mẫn Tử Hoa đáp rằng, mấy vị sư huynh ấy là môn hạ của bàn Thạch Sơn ông.
Thừa Chí nghĩ, đó là môn hạ của nhị sư huynh. Người nọ lại hỏi, Mẫn nhị ca quen biết vợ chồng Quy Thân Thụ thì may mắn lắm rồi. Có vợ chồng ông ta đỡ đầu cho chúng ta không còn sợ tên gian tặc họ Tiêu nữa. Mẫn Tử Hoa nói, đệ đâu có hân hạnh được kết bạn với vợ chồng ông ta. Đệ chỉ quen thân với đại đồ đệ của ông ta là Mai Kiếm Hoa thôi. Lại một người khác nói, ra là đại đệ tử của thần quyền vô địch Quy Tân Thọ. Mẫn Tử Hoa đáp, vâng, chính anh ta đó. Nghe tới đây, Thừa Chí nhẹ hẳn người, nghĩ thầm, nếu có người đồng môn mình tham gia thì việc này tất phải là tránh đáng. Ta hãy tạm giấu mặt chờ có dịp thích đáng, hãy ra tay giúp họ đôi chút. Lại nghe Mẫn Tử Hoa nói, năm nọ gia huynh bị người ta giết hại một cách bi đát. Đệ đã điều tra mười mấy năm liền mà không biết ai là kẻ thù. Bây giờ, nay nhờ có các anh em họ Sử phái Trường Bạch đây cho hay đệ mới rõ kẻ giết gia huynh là tên gian tặc họ Tiêu. Thù này không trả được, đến thề không làm người. Bỗng nghe keng, một tiếng, chắc là tiếng động của y dùng khí giới chém bia đá lập thề. Lại có một người khác nói, thiết bối Kim Ngao Tiêu Công Lễ cũng là một tay hảo hán hữu danh ở giang hồ, không ngờ y lại có hành vi hèn hạ đến thế. Không hiểu các anh họ Sử hay tin đó từ đâu. Lời nói của người đó có vẻ hoài nghi. Không chờ anh em họ Sử giải thích, Mẫn Tử Hoa đã vội đỡ lời. Các anh em họ Sử đây đã kể rõ tình hình gia huynh bị gian tặc giết ở tỉnh Sơn Đông, sau đệ được hay. Có đủ bằng cớ hẳn hoi, xin thập lực đại sư đừng có đa nghi. Một người khác nói, Tiêu Công Lễ lập cơ sở ở Kim Linh đã mấy chục năm rồi. Thế lực của y rất hùng mạnh, phe này anh em mình ra tay cần phải cẩn thận lắm mới được. Mẫn Tử Hoa nói, cũng vì lẽ đó đệ tử biết mình thế cô sức yếu cho nên mới dám táo gan thỉnh quý vị bàn hữu giáng lâm. Ngày mai đúng giờ Dậu, đệ sửa soạn vài mâm rượu nhạt cơm rau tại tệ xá ở hẻm Tạ Gia phía Nam Thành để tẩy trần và tiết phong quý vị. Mời quý vị thế nào cũng giáng lâm cho. Mọi người đều lên tiếng cảm tạ và nói, chúng tôi với huynh cũng như anh em trong nhà, hà tất huynh phải làm khách như vậy. Mẫn Tử Hoa nói, được các bạn quá độ đến rất nhiều, thế nào kẻ địch cũng phải biết chuyện. Vậy ngày mai quý vị tới, lúc vào cửa gặp các chú em tiếp đái, xin giơ ba ngón tay làm hiệu và khẽ nói câu, giang hồ nghĩa khí, rút dao tương trợ. Làm như vậy để tránh kẻ địch trà trộn lẻn vào phá rối. Mọi người đều tán thành ý kiến đó, và còn đề nghị lúc giao chiến cũng dùng ba ngón tay làm hiệu để phân biệt mình và địch. Trước khi giải tán, họ còn bàn tới chuyện phái người đến nhà tên Tiêu Công Lễ dò thám. Xong đâu đấy, họ mới rút lui dần. Chờ các người đi xa rồi, Thừa Chí và Thanh Thanh mới nằm lăn ra bãi cỏ nghỉ ngơi. Vì ngồi xổm lâu quá, Thanh Thanh tê cả hai chân. Giây lát sau, nàng nói, đại ca, ngày mai chúng ta đến nhà người họ Mẫn xem đi. Thừa Chí đáp, chỉ xem không thì được, nhưng thể nào chú cũng phải nghe lời tôi, cấm không được phá quấy. Em có phá quấy bao giờ đâu. Buổi trưa ngày hôm sau, Mã công tử bị ám sát đã làm sôi nổi cả thành phố Nam Kinh. Suốt ngày ẩn núp ở trong khách điếm, cho tới chiều tối, Thừa Chí và Thanh Thanh mới thay quần áo lững thững đi tới hẻm Tạ Gia. Thấy một tòa nhà lớn, cửa sơn son trên treo đôi đèn lồng, khách đang vào tấp nập. Đi tới cửa, Thừa Chí và Thanh Thanh đều giơ ba ngón tay phải ra, miệng cũng nói, giang hồ nghĩa khí rút dao tương trợ. Một người mặc áo dài chắp tay vái chào và bảo một tên đà hán đứng đó, dẫn hai người vào trong phòng khách. Rót nước mời hai người uống, đại hán nọ hỏi tên tuổi, Thừa Chí và Thanh Thanh liền bịa đặt một người họ Trinh và một người họ Văn. Đại hán nọ nói, chúng tôi được nghe đại danh ở giang hồ đã lâu, chúng tôi rất lấy làm hâm mộ. Thanh Thanh bùng cười thầm, và nghĩ thầm rằng, đại danh này, ngay chúng ta mới nghe lần đầu mà ngươi dám nói là nghe lâu rồi. Khách càng đông, đại hán nọ thấy hai người trẻ tuổi như vậy, chắc là đệ tử của phái nào theo sư phụ đến cung nên. Vì vậy, y cũng không tròng vòng lắm, chỉ nói câu, xin lỗi, rồi đi tiếp người khác liền. Một lát sau, chủ nhân mời khách vào bàn.
Thừa Chí và Thanh Thanh được đặt ngồi ở bàn bên cạnh. Khách bàn này đều đệ tử của các môn phái nên người đại diện cũng là đồ đệ thứ năm của Mẫn Tử Hoa. Vì vậy không ai để ý đến hai người. Sau 3 tuần rượu, Mẫn Tử Hoa đến các mâm mời rượu. Khi y mới tới bàn Thừa Chí, để ý nhìn kỹ, chàng thấy Mẫn Tử Hoa trạc độ 48-9 tuổi, tay nổi gân xanh. Cử chỉ và bước đi của y đều tỏ ra là người võ nghệ khá cao, hai mắt y sưng húp, chắc y thương xót người anh, ngày đêm khóc lóc nhiều quá mà nên. Thừa Chí nghĩ thầm, người này trong tình thủ túc đến thế kể cũng đáng kính thật. Chắc kẻ thù thế lực mạnh lắm, y mới phải mời đến nhiều hảo thủ thế này. Mẫn Tử Hoa vái chào mọi người ba lạy và cảm ơn luôn miệng trước, rồi mới mời rượu sau. Khách cùng bàn Thừa Chí đều là hậu bối, nên ai nấy đứng cả dậy đáp lễ. Lúc ấy, bỗng có một tên đệ tử hấp tấp chạy tới cạnh Tử Hoa, dỉ vào tai nói vài lời. Tử Hoa hớn hở, đưa ly rượu cho người đệ đó, rồi vội vàng bước ra ngoài cửa. Giây phút sau, Mẫn Tử Hoa tỏ vẻ rất lễ phép dẫn ba người đi vào, và mời họ ngồi lên mâm trên nhất. Thấy ba người đó khành khàng ra vẻ ta đây, Thừa Chí chắc họ không phải là những người tầm thường. Người đi trước ăn mặc lối nho sinh, lưng đeo thanh trường kiếm, hai mắt hơi nhìn ngược lên, ngạo nghễ vô cùng. Người thứ hai là một tráng hán trạc độ 30 tuổi. Người thứ ba là một thiếu nữ 22-23 tuổi, mặt rất xinh đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng. Mẫn Tử Hoa lớn tiếng đáp. Mai đại ca kịp thời đến giúp cho, đệ thật cảm tạ vô cùng. Người nho sinh cười nói. Việc của Mẫn nhị ca, lẽ nào chúng tôi không đến giúp? Thừa Chí nghĩ thế ra người này là Mai Kiếm Hòa, đệ tử của nhị sư huynh Quy Thân Thù đây. Sao y lại ngạo nghễ đến thế? Lại nghe Mai Kiếm Hòa nói. Việc giang hồ này, sư phụ tôi, cụ ta không khi nào chịu nhúng tay vào đâu. Nhưng đệ đã nhớ sự, mời thêm Hồ Nhị Ca, hai người giúp sức. Đây là tam sư đệ tôi Lưu Bội Sinh và cô này là ngũ sư muội tôi, Tôn Trọng Quân. Mẫn Tử Hoa đáp. Đệ ngưỡng một oai danh của thần quyền Thái Bảo và Tôn Nữ Hiệp đã lâu. Ngày hôm nay được hai phái đến giúp đệ hân hạnh vô cùng. Sở dĩ Tử Hoa không dám nhắc tới biệt hiệu của Tôn Trọng Quân, vì biệt hiệu đó người ta tặng cho dùng Phi Thiên Ma Nữ. Nàng được sư mẫu cưng, võ nghệ cao cường mà ta rất độc ác, nên ai nấy đều e sợ nàng. Tử Hoa giới thiệu ba người với Thập Lực Đại Sư, Trường Bạch Tam Anh, Bích Hải Trường Kinh và Truy Phong Kiếm Vạn Phương và các người xong, y mới mời sư huynh muội vào bàn ăn uống. Mọi người đang cao hứng chén tạc chén thù thì một tên đệ tử của Tử Hoa cầm hai cái thiếp đài hồng bước vào, đưa cho sư phụ coi. Biến sắc mặt cười gần mấy tiếng, Tử Hoa nói. Lão già họ Tiêu thần thông quảng đại thật, chúng ta chưa kiếm, mà y đã đến thăm anh em mình trước. Mai đại ca các anh chị vừa tới mà y đã hay tin rồi. Cầm hai tấm thiếp lên xem, Mai Kiếm Hòa thấy tấm trên viết hầu học giáo đệ Tiêu Công lễ bách bái, một tấm nữa đề, giữa ngọ ngày mai, xin mời chư huynh, Mẫn Tử Hoa Thập Lực Đại Sư Trường Bạch Tam Anh tới tệ xá Tiêu Trạch sơi chén rượu nhạt. Trong đó có cả tên ba anh em Mai Kiếm Hòa nữa. Mai Kiếm Hòa nói, thế này thì lão già họ Tiêu kể cũng cứng đấy, nhưng cũng phải cho y biết chúng ta không phải là tay vừa. Tử Hoa nói, mời người bạn đưa thiếp tới vào đây. Đệ tử nó vâng lời đi liền, mọi người đều ngừng chén, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Một phút sau, đệ tử nó dẫn một người trạc độ 30 tuổi, mặc áo dài thùng thẳng bước vào. Tới trước mặt Tử Hoa, vái chào. Người nọ nói, sư phụ cháu hay tin các vị tiền bối đến cả Nam Kinh nên cho cháu tới mời quý vị trưa mai sang sơi chén rượu nhạt. Mai Kiếm Hòa cười nhạt nói, lão già họ Tiêu đã thiết yến hồng môn đấy. Nói xong, chàng quay lại nói với người tới mời kia rằng, này, tên anh là gì? Lời nói của chàng rất vô lễ nhưng người nọ vẫn cung kính đáp. Tên họ đệ tử là La Lập Như. Kiếm Hòa quát lớn, Tiêu Công lễ mời chúng ta sang, định giở mưu kế gì? Anh có biết không? La Lập Như đáp, giả gia sư hay tin quý vị tiền bối đều giá lâm thành Nam Kinh này, trong lòng rất ngưỡng mộ, nên mới viết thiếp này sau cháu sang mời chứ không có mưu kế gì khác.
Anh khéo ăn nói lắm. Ta hãy hỏi anh điều này, năm nọ khi Tiêu Công Lễ giết hại đại huynh của Mẫn lão sư đây, anh có mặt tại đó không? Câu chuyện này có nhiều ẩn khúc lắm. Cũng vì vậy, gia sư cháu mới mời quý vị ngày mai sang sơi chén rượu nhạt. Trước là tỏ tình ngưỡng mộ quý vị của gia sư và chúng cháu. Sau là giải thích và tạ tội cùng Mẫn nhị gia đây. Mai Kiếm Hòa lại quát lớn. Giết chết người rồi giải thích và tạ tội là xong hay sao? La Lập Như đáp. Lúc bấy giờ, hoàn cảnh bắt buộc gia sư phải ra tay đánh. Sau khi đã lỡ tay giết chết Mẫn đại lão sư, gia sư cứ ăn năn hối hận mãi cho tới bây giờ. Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân bỗng thét lên một tiếng, rồi quát hỏi. Nếu vậy, lúc ấy anh có mặt tại đó phải không? La Lập Như đáp. Cháu tuy không có mặt đó, nhưng gia sư là người chánh phái, quyết không bao giờ giết bừa bãi những người vô tội. Tôn Trọng Quân lại quát lớn. Giỏi lắm, anh còn muốn cái bướng phải không? Tiếng nói chưa dứt đã có một người nhảy ra nhanh như chim bay, tay cầm thanh kiếm sáng quắc, tay trái túm lấy ngực Lập Như. Sợ hãi quá, Lập Như giơ cánh tay phải ra gạt ngang để hất tay túm ngực của người nọ. Thừa Chí khẽ nói với Thanh Thanh rằng, nguy to, cánh tay phải của y thể nào cũng bị gãy. Thanh Thanh hỏi, tại sao? Thừa Chí chưa kịp trả lời, đã thấy Lập Như thét lên một tiếng thật lớn. Cánh tay phải của y đã bị thanh kiếm của người nọ chém đứt. Mọi người đang ngồi ăn uống đều hoảng sợ đứng cả dậy xem. Mặt nhợt nhạt như hết máu, Lập Như vẫn cố gượng đứng, không chịu gục xuống. Rồi dùng tay trái xé vạt áo y từ quân lấy bả vai phải, xong xuôi cúi xuống nhặt cánh tay gãy ung dung đi ra. Thấy y can đảm như vậy, ai nấy đền ngẩn người ra nhìn nhau. Tôn Trọng Quân lau chùi vết máu dính trên lưỡi kiếm xong, ung dung trở về bàn uống rượu. Mai Kiếm Hòa nói, người này dữ tợn như thế, chắc sư phụ y còn tàn ác và ngoan cố hơn. Vậy, ngày mai chúng ta có nên đi phó hội bữa tiệc đó không? Truy Phong Kiếm Vạn Phương nói, thể nào cũng phải đi, chớ không đi họ sẽ khinh rẽ chúng ta. Bích Hải Trương Kinh Trình Khởi Văn nói, tối hôm nay chúng ta nên phái người đi dò thật hư ra sao trước, và cũng để biết Tiêu Công Lễ đã mời những ai tới giúp và có lập mưu kế gì hại ngầm chúng ta không. Mẫn Tử Hoa nói, ý kiến của Trình đạo chủ rất phải, để chắc bên chúng thể nào cũng phòng vệ cẩn thận lắm. Nếu đi dò thám thế nào cũng phải nhờ vả đến mấy vị huynh trưởng mới được. Vạn Phương nói, tiểu đệ xin đi. Tử Hoa đứng dậy rót một chén rượu, bưng đến trước mặt Vạn Phương nói, mời Vạn đại ca sơi chén này. Vạn Phương uống một hơi cạn chén rượu đó. Tiệc xong, mọi người lần lượt cáo từ ra về. Thừa Chí ra hiệu rồi cùng Thanh Thanh đi theo sau Vạn Phương. Lúc đó đã canh hai, Vạn Phương trở về khách sạn, thay quần áo xong, ra đi về phía đông. Thừa Chí và Thanh Thanh vẫn cứ đi theo sau. Đến sau một tòa nhà lớn, Vạn Phương nhảy qua tường rào. Thấy thân pháp của Vạn Phương rất nhanh, Thừa Chí nghĩ, nhanh như thế mới không phụ cái tên Truy Phong Kiếm mà người ta ban cho. Nghĩ đoạn chàng cùng Thanh Thanh cùng nhảy vào theo. Tới một căn phòng có ánh đèn lóe, hai người rón rén tới trước cửa sổ, nhìn vào thấy bên trong có ba người đang ngồi trò chuyện. Người ngồi hướng mặt ra phía cửa sổ trạc độ 50 tuổi, cau mày lắc đầu, vẻ mặt lo âu. Người đó thở dài một cái, rồi hỏi, Lập Như đã đỡ chưa? Người ngồi phía dưới đáp, La Sư Huynh ngất đi tỉnh lại mấy lần, bây giờ vết thương mới chảy máu. Nghe nói, Thừa Chí đoán ra ngay ba người ngồi trong phòng là thầy trò Tiêu Công Lễ. Họ đang nói chuyện về vết thương của La Lập Như. Lại nghe người thứ ba nói, Sư Phụ chắc thế nào bên đối phương cũng cho người đến đây thám thính. Chúng ta có nên phái mấy người đi tuần tiếu khắp nơi xem xét không? Tiêu công tử thở dài rồi nói, xem xét hay không cũng vậy thôi, thầy cho đó là số trời cả. Điều cần nhất là sáng mai các con đưa sư mẫu, sư muội và tiểu sư đệ tới nhà họ Ngô ở Hồ Châu tị nạn. Người đồ đệ đó nói, xin sư phụ chớ có nản lòng vội, chúng ta có những hơn 2.000 huynh đệ ở thành Nam Kinh này.
sư phụ cho triệu tập tất cả anh em lại, quyết sống mái với chúng một phen, đã chắc đâu bên ta thua chúng nào. Mỗi kẻ địch mới toàn những hảo thủ lừng tiếng giang hồ. Những anh em của bên ta địch sao nổi họ, chỉ toi mạng thôi. Sau khi ta có mệnh hệ nào, các con chịu khó phụng dưỡng sư mẫu, dạy bảo sư muội và sư đệ cho tới khi thành người. Nói xong, hai hàng lệ chảy xuống má. Một tên đồ đệ nói: xin thấy chớ nên nản lòng vội. Võ nghệ của thầy lừng lẫy khắp giang nam, dù thầy không thắng được, nhưng con thiết nghĩ chúng chưa chắc đánh bại được thầy một cách dễ như vậy đâu. 25 sư huynh đệ chúng con, trừ La sư huynh bị thương ra, còn lại 24 người. Hợp sức chúng con lại mà còn không địch nổi chúng thì thầy, giao du khắp thiên hạ thiếu gì bè bạn, mời vài người tới tái đấu với chúng. Công Lễ vội ngắt lời: năm xưa ta còn trẻ cũng chỉ vì nóng nảy như các con, bây giờ mới gây nên vụ thảm họa này. Nên ta đã quyết định để cho họ giết chết trả lại món nợ máu này cho nó xong đi. Thừa Chí và Thanh Thanh ở ngoài cửa sổ nghe thầy trò họ nói bi đát quá, nghĩ thầm, hình như Tiêu Công Lễ không phải là hung ác. Dù năm xưa y có làm nhầm việc này, nhưng bây giờ y thành tâm hối cải rồi. Lại nghe một người đồ đệ nói: nếu sư phụ không muốn đối địch với chúng, nhân lúc đêm khuya này, lánh mặt đi nơi khác cũng được chớ sao. Một người khác vội nói: làm như thế không được, sư phụ một đời oai danh chẳng lẽ lại sợ chúng hay sao? Tiêu Công Lễ nói: thanh danh hay không, điều đó ta không cần, nhưng lánh mặt cũng không xong đâu. Sáng sớm mai, các con đi hết đi, để mình thấy ở lại đối phó với họ. Hai người đồ đệ lo sợ quá cùng nói: xin phép thầy cho chúng con được hầu cạnh thầy. Công Lễ nổi giận: cái gì, họa lớn tới nơi, các con còn không nghe lời ta ư? Hai người đồ đệ không dám nói nữa. Tiêu Công Lễ nói tiếp: các con hãy đi thu xếp hồ sư mẫu đi, xem chiếc xe ngựa đã đóng xong chưa. Cả hai cùng vâng lời, nhưng vẫn chưa chịu đi. Tiêu Công Lễ lại nói: thôi được, các con ra gọi tất cả sư huynh đệ vào đây. Hai đồ đệ mở cửa đi ra, Thừa Chí và Thanh Thanh vội lùi vào xó tường. Thoáng thấy xó tường bên tây có hai người phục ở đó. Một người là Vạn Phương, còn người kia mặc quần áo màu đỏ là Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân. Dần nàng vừa rồi ra tay quá tàn ác, Thừa Chí định trừng phạt ngầm để cảnh cáo, liền khẽ dặn Thanh Thanh rằng: chú ở yên đây, đừng động đậy nhé. Thanh Thanh lắc lư khẽ cười nói: em cứ thích động đậy đấy. Thừa Chí cười phục mình xuống, thấy Vạn Lương và Trọng Quân đang chăm chú nhìn vào trong phòng, chưa phát giác có người ở cạnh đó. Nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài Trọng Quân, Thừa Chí thuận tay rút luôn thanh kiếm mà nàng đang đeo trên lưng ra. Nàng không hay biết tí gì. Thừa Chí trở lại cạnh Thanh Thanh, nàng thấy chàng lấy trộm thanh kiếm của một thiếu nữ, tỏ vẻ không vui. Chàng đưa kiếm cho nàng nói: chú hãy giữ lấy. Lúc này nàng mới tươi cười trở lại. Hai người lại tiếp tục ngó vào trong phòng. Hơn 20 người lần lượt bước vào, người lớn tuổi nhất đã trên dưới 40, còn người trẻ tuổi nhất chỉ độ mười mấy. 20 mấy người đó đều là đồ đệ của Công Lễ. Họ chào xong rồi đứng dậy xếp hàng nghe lời chỉ bảo của thầy. Vẻ mặt ủ rũ sầu não, Công Lễ nói: tới lúc này, ta cũng không còn giấu giếm các con. Hồi còn trẻ ta xuất thân là Lục Lâm. Những người đồ đệ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Công Lễ nói tiếp: hiện giờ kẻ thù đã tìm tới nơi, ta cần phải nói rõ nguyên nhân kết thù của ta cho các con nghe.